Xin chào tất cả mọi người. 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 Vâng, chào Dương Tố Loan. Chào Hoàng Quang, những con người rất là đúng giờ đúng không ạ? Dương Tố Loan đã về đến nhà rồi, Loan ơi. Chào Trang Tranh Đào. Chào anh chị em rất là nhiều. Xin chào tất cả mọi người. Vâng, xin chào mọi người nhé. Vâng, để tôi viết một cái comment một chút ạ. Vâng, xin chào Lê Thu Thủy, chào Trần Đình Hùng. Chào Nguyễn Thanh Mai, chào Phan Thủy. Chào Nguyễn Tuấn Anh. Xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Chào Giang Ngô, chào Mai Hà, chào Nguyễn Khánh Hòa. Vâng, mọi người chờ tôi một phút thôi ạ. Xin chào tất cả mọi người. Chào Phạm Tiến, chào Giáp Châu, chào Hải Đăng, chào Dưỡng Sinh Đường, chào Hoàng Thị Huyền Nhung, cảm ơn Nhung rất nhiều. Chào Nguyễn Thu Hà nhé. Vâng, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta có một buổi đào tạo rất là quan trọng về quy trình bán hàng hiện đại. Và hy vọng là mọi người sẽ theo dõi cái buổi đào tạo này của tôi thật đông. Buổi đào tạo này rất 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 quan trọng. Mặc dù tôi biết rằng hôm nay là ngày chủ nhật, là ngày cuối tuần. Mọi người hãy comment xuống cho tôi để tôi có thể chào mọi người được không ạ? Mọi người comment hộ tôi là chúng ta có nghe tôi rõ và có nhìn hình rõ không ạ? Hy vọng là buổi tối ngày hôm nay mạng tốt, âm thanh ánh sáng đều tốt để có thể phục vụ được mọi người đêm nay. Chào Nguyễn Quốc Anh, chào Đông Hải, chào Hoàng Anh Trần. Hiện nay đang có gần 100 người ở trên đây rồi. Anh chị em hộ tôi chia sẻ cái live stream này lên trên tường, tag các thành viên đội nhóm vào và chia sẻ nhiều nhất có thể đến các cái group. Thế thì các anh chị em nên chia sẻ vừa phải thôi, đừng để cho Facebook cảnh báo. Tuy nhiên thì các anh chị em hãy dành thời gian thay vì thả tim và thay vì like thì chúng ta hãy comment bài học. Và hãy lên YouTube đúng không ạ? Ok, mọi người hãy tìm hộ tôi Hoàng Trung Dũng với link YouTube tôi sẽ gửi cho mọi người sau nhé. Link YouTube đúng không ạ? Dạ, mọi người chờ tôi một chút. Tôi muốn là khi mà có cái link YouTube thì là cái link nào mà nó dễ xem nhất có thể để mọi người có thể theo dõi tôi một cách dễ dàng nhất có thể. Xin chào mọi người. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là làm thế nào để có được cái quy trình bán hàng hiện đại và hiệu quả nhất. Nội dung này quan trọng với tất cả những người đang kinh doanh dù là offline hay là online, nên mọi người cố gắng hộ tôi chia sẻ lên tường. Mời đội nhóm vào. Vâng ạ. Và hãy chia sẻ cái link này cho tất cả những người khác để có thể là theo dõi. Mọi người đừng sốt ruột nhé. Vâng, vài phút nữa chúng ta sẽ live stream. Thời gian này anh chị em hộ tôi dành thời gian để chia sẻ cái nội dung này đến nhiều người, càng nhiều càng tốt đi ạ. Dạ, YouTube của tôi là Tiến sĩ Hoàng Trung Dũng. Cái việc là đăng ký YouTube của tôi thì chắc là sau khi kết thúc cái live stream này
Anh chị em hộ tôi vào, vâng, và anh chị hộ tôi đăng ký live stream. Bởi như hôm trước tôi nói rồi đấy ạ, thì rất nhiều khả năng là chúng tôi sẽ, thời gian tới đây chúng tôi sẽ live stream trên YouTube, và cũng như là chia sẻ rất nhiều nội dung hay lên YouTube. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cố gắng đầu tiên là đạt con số là 500 đi, đúng không ạ? Hãy chia sẻ cho tôi để lên 500 để tôi có thể bắt đầu cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Dạ. Anh chị em ơi, chào Hana Quỳnh, chào Song Trần. À, em học sinh ở HPM đúng không ạ? Đã lâu lâu rồi tôi cũng không có dịp xuống Hải Phòng để đào tạo. Thế thì hy vọng là anh chị em ở Hải Phòng vẫn kinh doanh tốt. Chào Đoàn Thanh Giang, chúc mừng đã khai trương homestay mới em nhé. Chúc mừng khai trương Hồng Phát, làm ăn tấn tài tấn lộc. Nhớ là còn nợ tôi là bộ răng đẹp đấy nha Giang nhé. Xin chào tất cả mọi người. Vâng ạ. Chào Song Hà Trần. Vâng, một tuần live stream 2 buổi mà chúng ta vẫn nhớ đúng không ạ? Hiện nay đã có gần 200 rồi. Tôi không bao giờ uống rượu bia. Hoàng Quang nhé. Hầu như không bao giờ uống rượu bia. Tại sao tự nhiên lại hỏi câu đấy ở Hoàng Quang ơi? Chào Hiếu Chí. Vâng anh chị em ạ, tôi nhắc lại lần nữa là chúng tôi hộ anh các anh chị hộ tôi là chia sẻ. Chào Lê Thị Mỹ Hòa đang ốm mà vẫn tham gia livestream mà em ơi. Vâng ạ, tất cả chúng ta hãy gửi một lời chào tới anh chị em đi ạ. Rồi, cảm ơn Hùng Cam rất là nhiều đã chia sẻ đúng không ạ? Thế thì trong cái buổi livestream hôm trước thì có bạn Phạm Phương Thảo đã chia sẻ rất là nhiều và bạn đã nhận được một cái quà tặng của tôi, đó chính là một lọ collagen đến từ Australia. Vâng ạ. Vâng ạ, chào cô Tạ Thị Thản. Nội dung hôm nay của chúng ta đó là làm thế nào để có một cái quy trình kinh doanh hiện đại, thành công và hiệu quả. Vâng, bao gồm cả online và offline luôn. Bởi vì buổi ngày hôm nay, buổi hôm trước ấy. À, em ơi, live stream gì ạ? Ngô Hoàng Quỳnh Anh hỏi là hôm trước live stream chết nội dung content marketing đúng không ạ? Content marketing là một buổi khác em ơi. Vâng ạ, phải cho mọi người có cảm giác nó phải... Hôm trước tôi đã giảng cho anh chị em 29 cái cách để mà chúng ta có thể làm mở đầu một cái buổi viết một cái content thành công. Thế thì chúng ta cứ áp dụng thử 29 cách đi. Ồ, Hoàng Quang ơi, đúng rồi, có rất nhiều mối quan hệ nhưng mà không uống rượu bia được ạ. Tí tôi sẽ trả lời cho anh chị em biết là tại sao chúng ta lợi dụng rượu bia, nhưng bản chất là rượu bia nó không phải đem lại những mối quan hệ tốt đâu ạ. Vâng. Hoàng Thị Huyền Nhung ơi, em có thể là chia sẻ hộ anh cái đường link của YouTube lên không? Để cho mọi người có thể biết là mọi người đăng ký. Vâng, sau đó có thể là anh sẽ ghim cái comment của em lên đầu. Vâng ạ. Chào Hoa Thanh, chào Nguyễn Lệ Spa. Hoàng Ngọc Phi, anh nói đúng rồi đấy. Đây hôm nay là chúng ta sẽ chia sẻ về quy trình kinh doanh hiện đại. Chào Nguyễn Sơn Tùng rất là nhiều. Chúc cửa hàng của em là ngày càng kinh doanh phát đạt. Mặc dù là cạnh tranh rất là khốc liệt trong cái ngành ăn uống hiện nay đúng không ạ? Chào Chicanoco. À, một cái tên rất là hay đúng không? Chicanoco. Dạ. Chào Đinh Tuyết Lê Trinh. Mọi người hãy comment xuống cho tôi là trong quá trình kinh doanh là mọi người có gặp khó khăn gì không? Và tí nữa thế này, ngày hôm nay thì tôi có hơn 2 tiếng để live stream cùng anh chị em. Vậy là chúng ta cố gắng là uống cà phê đi nhé để tỉnh táo này. Và hai nữa để tỉnh táo nữa thì chúng ta tích cực là comment các nội dung bài giảng. Thì các cái bài giảng của tôi thì khác các thầy khác ở chỗ là các nội dung bài giảng tôi nó tương đối là nhiều và tương đối là dày đặc nội dung. Vì vậy là những người đến sau khó thể theo dõi được kịp. Nên những người đi trước là chúng ta cũng tìm cách đó là giúp đỡ các bạn đấy bằng cách là chúng ta là comment lại cái nội dung. Người này comment là cái điều này, người kia comment là điều kia. Khi ta ghép lại thì chúng ta gọi có một bài giảng hoàn hảo. Và khi mà chúng ta học này thì chúng ta coi đây một lớp học hết sức là nghiêm túc. Vì vậy là có người nói, có người nghe, có người phản hồi, có người giải đáp. Chúng ta tương tác với nhau và chúng ta càng tương tác thì cái Facebook của chúng ta nó càng có giá trị, càng có hiệu quả. Và các cái bài live stream này của tôi nó cũng sẽ là có tác dụng rất nhiều người. Vâng ạ. Vâng, chào Đỗ Lam, chào Hoàng Nam, chào Trung Thành Phương. Rất rất nhiều anh chị em có những gương mặt rất là quen nhưng mà cũng có gương mặt rất là lạ đúng không ạ? Ôi Hoàng Nam ơi, làm sao đòi nợ khách hàng là một chuyên đề khác nhé. Tôi cũng đã làm ngân hàng và trước đã từng phải đi thu hồi nợ.
Ê, tuy nhiên thì đi đòi nợ nó là cả một cái nghệ thuật và nó cả một cái nghề đấy, chứ không phải đơn giản là cứ dọa dẫm người ta là đòi nợ đâu. Chào anh Lưu Hải Minh rất là nhiều, chúc mừng anh thời gian vừa qua là đó có rất nhiều sản phẩm tuyệt vời. Anh chị em ơi, tốc độ chia sẻ của chúng ta hơi chậm đấy ạ. Một là tôi nhắc lại là 200 con người chúng ta trên đây, chúng ta chia sẻ tôi ít nhất là một người lên trên tường của chúng ta. Kể cả ngày mai ngày kia anh chị em không thích, anh chị em có thể xóa cái này đi cũng được, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta chia sẻ lên tường đi ạ. Thứ hai nữa là chúng ta chia sẻ với những đội nhóm mà anh chị nghĩ rằng là có giá trị, có ích lợi khi mà người ta được nghe cái bài livestream này. Chúng ta cũng đừng nên chia sẻ với những đội nhóm vớ vẩn. Hôm trước tôi quản lý tôi thấy là các anh chị em chia sẻ vào cả những cái đội nhóm mà nó không có tác dụng gì cả. Vâng ạ. Những cái đội nhóm nó buồn cười lắm, chẳng hạn như là tổ dân phố, chúng ta cứ rằng là chúng ta đừng có chia sẻ và làm phiền người ta. Thế nhưng mà chúng ta ngày hôm nay thì tôi vẫn đang nghĩ là xem có phần quà gì dành cho anh chị em không. Dạ vâng. Thì thôi chắc là cũng sẽ có phần quà đấy. Vâng, chắc có thể là một cuốn sách gì đó. À đây. Phần quà ngày hôm nay tôi xin gửi tặng anh chị em đầu giờ để chờ các bạn khác vào. À, đó là gì ạ? Nghệ thuật PR bản thân. Đây là một cuốn sách rất hay, bởi vì để bán hàng được là bản chất. Vâng ạ. Để bán hàng được là bản chất, chúng ta phải PR là bản thân. Tôi hay nói đùa là bán hàng tức là bán thân. Vì vậy là nếu mà chúng ta mà có thể là PR được bản thân mình thì chúng ta mới có thể bán hàng tốt được. Cuốn sách này là cuốn sách rất hay của Austin Kleon. Vì vậy là tôi sẽ gửi tặng cuốn sách này với lời đề tặng và chúc thành công của tôi đến cho tất cả anh chị em nào mà có cái live stream được chia sẻ nhiều nhất, chia sẻ trên tường và chia sẻ vào các đội nhóm, đúng không ạ? Vâng ạ. Còn nếu anh chị sau khi chia sẻ xong thì anh chị có thể là test thêm tên bạn bè vào. Vâng ạ. Và trong những cái comment của anh chị có thể gọi các bạn bè vào, ví dụ như Phạm Phương Thảo đang làm thế này. À, chúc mừng Phạm Phương Thảo nhé. À, hôm nay thì anh đã gửi về cho em một cái lọ collagen Extra Plus đến từ Australia. Vâng, và hy vọng là em sẽ sử dụng sản phẩm này và có được những cái review xem sản phẩm nó tốt thế nào trong việc bảo vệ nhan sắc thanh xuân mãi mãi của em. Một người bán hàng rất là xuất sắc đúng không ạ, đến từ Quảng Ninh và em cũng là người chia sẻ nhiều nhất. Đúng rồi, chúc mừng Phạm Phương Thảo. Sách của tôi đi bao giờ cũng có chữ ký của tôi Hoàng Quang nhé, không bao giờ tặng sách không cả. Vâng ạ. Hoàng Nam muốn nhận cuốn sách này thì kêu gọi mọi người chia sẻ nhiều đi. Cái này không phải xin phép ai nhận cả mà ai là người chia sẻ nhiều nhất. Dạ vâng, chị Hoàng Mai Lâm ơi, chị bị khóa chia sẻ bởi chị chia sẻ vào nhiều nhóm quá đấy ạ. Bình thường thì chỉ chia sẻ lên fan Facebook của mình này và chia sẻ vào tầm khoảng là 5-10 đội nhóm thì là phù hợp nhất. Mà chỉ cần 213 người trên đây mỗi người đều chia sẻ một chút thì đã thành công rồi. Không nên để cho một người mà chia sẻ tận là 4, 50, 30 thì thật sự là nó vô cùng là đáng cảnh báo đấy ạ. Hoàn Đỗ có hỏi một câu là xin ý kiến tư vấn về bên em kinh doanh vật tư nhiệt lạnh, mình ra sau các cái công ty khác đúng không, nhiều đối thủ quá mà lấy cùng một nguồn, lợi thế cạnh tranh rõ rệt. Ok, cảm ơn em rất nhiều. Anh Phan Hồ Anh Hải Hồ Phan hỏi tiến sĩ nói có thật không, tức là thế nào ạ? Tức là anh hỏi về việc là tặng quà có thật không hay là hỏi cái gì có thật không ạ? Bởi vì anh chị em theo dõi live stream từ từ hôm trước giờ anh chị thấy rồi, tôi là một cái người nó cũng hơi buồn cười, đó là đã dành thời gian đi live stream chia sẻ kiến thức cho các bạn nhưng mà sau đó thì cũng là đi tặng quà để mong rằng là cái kiến thức của mình được lan tỏa nhiều nơi hơn. Thế thì tôi nói thật ạ, bởi vì ai được chúng tôi thông báo đàng hoàng là ai chia sẻ nhiều nhất là được chia sẻ đến đấy. Thế thì nguyên tắc đầu tiên của kinh doanh trong thời đại hiện đại ngày nay là chúng ta phải tin nhau ạ. Trong nguyên tắc nhân sự cũng vậy, đã dùng thì phải tin, đã tin thì mới dùng. Và nếu trong quá trình mà không tin thì không dùng luôn, còn tin thì sẽ gọi như chơi với nhau. Và đừng bao giờ là băn khoăn thắc mắc về việc là có nói thật hay không, bởi vì thời bây giờ toàn là người khôn cả, không ai ngốc cả. Nên rằng nói thật hay không thì chúng ta sẽ nhận ra ngay thôi. Dạ vâng. Và tôi nghĩ rằng cũng không ai vô công rồi nghề đến mức độ là 10 giờ lên đây trên đây trong nhau ở trên này để mà nói dối nhau mất thời gian ạ, chẳng đem cái giá trị gì. Vâng. Còn bất kỳ khi nào anh chị em mà thấy rằng là tôi nói không thật thì anh chị em có thể rời bỏ livestream mà tôi không cần phải xem. Dạ vâng. Block tôi luôn cũng được. Dạ. Anh cho em hỏi, Vũ Nam hỏi là anh cho em hỏi quy trình này có áp dụng cho bất động sản được không? Quy trình nào cũng được Nam ơi. Em bán bất động sản hay cái gì cũng vậy mà. Thực ra ở Việt Nam mình mọi người hay nói một câu là nghề của em là nghề đặc thù. Bản chất là chẳng có nghề gì là đặc thù đâu em ạ. Tôi hay nói đùa một câu là đặc thù tức là công ty chúng ta dày đặc kẻ thù. Dạ vâng. Dày đặc kẻ thù thì là đặc thù thôi, chứ còn thì áp dụng được tuốt. Bản chất người nào cũng thế. Vâng, ở đây thì có bao nhiêu bạn tin tôi thì anh chị có thể comment xuống bên dưới đi ạ. Là em tin thầy Dũng. Dạ
Tất nhiên thì cái việc đó thì nó cũng không làm tăng lòng tin các bạn đối với tôi đâu, nhưng mà chúng ta viết ra một câu như vậy thì cũng thể hiện là chúng ta người ta gọi là nghĩ thế nào thì nói như vậy. Người Việt Nam mình thì nên học một cách giống người nước ngoài, đó là nghĩ sao nói vậy. Chúng ta trở thành những con người chính trực, và chính trực nó là một trong những yếu tố đầu tiên rất quan trọng để chúng ta có thể là bán hàng thành công. Thế thì hiện nay đang có 250 người đang theo dõi tôi. Tôi rất mong các anh chị em là chúng ta dành một chút thời gian để chúng ta chia sẻ thêm cái thông tin và kêu gọi đội nhóm vào, đặc biệt là những người mà đang bán hàng cùng các bạn. Những người ở gọi như là công ty, những người ở trong đội nhóm, những người cùng kinh doanh cùng các bạn, các đồng nghiệp. Anh chị nên chia sẻ thông tin này. Thế hôm trước thì sau khi tôi chia sẻ một số cái clip trước ấy, thì có rất nhiều công ty đã liên lạc với tôi và mời tôi đi giảng. Vâng ạ. Thế tuy nhiên thì cũng phải sắp xếp thời gian, bởi vì lịch giảng của tôi thì hiện nay thì thư ký của tôi báo lại đã kín hết tận tháng 12 rồi, gần như là kín, chỉ còn một vài ngày thôi. Thế trong khi đó thì tôi vẫn phải điều hành kinh doanh bình thường. Tôi cũng phải tham gia các hoạt động của công ty với tư cách là chủ tịch. Vì vậy là tôi sẽ cố gắng là bố trí thời gian nhiều nhất có thể. Vâng ạ, để tôi có thể là đào tạo cho các bạn, nhưng vẫn phải dành thời gian ở công ty nữa. Trần Song Hà nói là nhiều lúc nói rồi mới nghĩ, đúng không ạ? Vâng. Vâng, cảm ơn tất cả các mọi người. Vâng ạ. Để tin được những gì tôi nói thì tôi cũng nói thêm thế này. Thực ra ban đầu ấy thì mọi người có thể là cũng không tin những gì tôi nói. Thế nhưng mà để kiểm chứng là lòng tin thì tốt nhất là chúng ta đừng có tin một cách thụ động, mà chúng ta nên chủ động áp dụng những gì tôi nói và các thầy giáo khác, để anh chị có thể xem nó có hiệu ứng ở trong thực tế hay không. Nếu mà những gì tôi nói nó hay đến mấy mà anh chị áp dụng trong thực tế mà nó không đạt hiệu quả thì có nghĩa là chúng ta bớt đi lòng tin. Không phải bớt lòng tin với tôi, bởi vì nhiều kiến thức là tôi cũng là học lại và tôi là trải nghiệm tôi nói cho các bạn. Nó thể đúng trong trường hợp của tôi nhưng có thể nó không đúng trường hợp của người khác. Cho nên là anh chị chỉ có thể ứng dụng nó trong cái thực tiễn và kiểm nghiệm xem những lý thuyết này có thể nó làm tốt được bao nhiêu phần, những phần gì chưa tốt thì anh chị có thể bồi bổ bổ sung thêm. Đúng không ạ? Thế thì là mong là các anh các chị là chúng ta cũng nên có tư duy phản biện. Như Hoàng Quang vừa nói là chúng ta nên có tư duy phản biện. Thế nhưng mà phản biện không nghĩa là chúng ta nghi ngờ, mà chúng ta là nên triển khai áp dụng này. Chúng ta thấy cái gì chưa được thì chúng ta là củng cố nó thêm. Cái gì được rồi thì chúng ta lại càng căn cứ thêm lòng tin, củng cố thêm lòng tin. Thế nhưng mà chúng ta đôi khi cũng phải nghĩ là chúng ta có liệu cách nào làm hơn, tốt hơn hay không. Cho nên mọi người bảo tôi hôm trước ấy là tôi đã chia sẻ với chị là 29 cách để viết content. Thế nhưng mà chúng ta còn cách 30. Cái cách 30 đó chính là cách mà chúng ta sẽ phải tự sáng tạo ra, làm dựa trên những gì mà các ông thầy dạy và sách vở dạy. Không có cái lý thuyết nào là hoàn hảo cả, chẳng có cái mô hình nào và chẳng có quy trình nào là tuyệt đối cả. Thế thì tôi xin phép được bắt đầu buổi chia sẻ ngày hôm nay luôn này. Thế thì hôm nay tôi giảng cho anh chị về quy trình bán hàng hiện đại. Thế thì đầu tiên chúng ta phải nói về vấn đề từ hiện đại đã, đúng không ạ? Còn quy trình thì chúng ta nói sau. Thế thì hiện nay đi đâu gặp ai, người ta cũng nói về 4.0, và người ta nói rằng 4.0 tức là một cái môi trường hiện đại. Thế thì 4.0 là gì? Tại cái buổi đào tạo trước tôi đã từng nói qua, hôm nay tôi xin phép nhắc lại một chút, đặc biệt cho những người mới đang tham gia ở trên mạng đây. Thực ra là con người có 5 cuộc cách mạng. Cuộc cách mạng đầu tiên vĩ đại nhất cách đây hàng triệu năm rồi, đó là cuộc cách mạng mà ở đó con người đã tìm ra lửa và đã giúp cho con người có thể dùng lửa để nấu chín thức ăn, đúng nào? Và dùng lửa để xua đuổi thú dữ. Và điều này đã làm cho con người khác biệt với những loài vật khác. Và đây là cuộc cách mạng, theo quan điểm cá nhân của tôi, là cuộc cách mạng vĩ đại nhất của loài người. Nó giải phóng con người ra khỏi sự tăm tối và nó cũng làm cho con người trở nên một cái động vật hiện đại và khác xa những loại động vật khác. Thế thì sau đó hàng triệu năm thì đến năm 1784 đó, thì lúc đấy đâu là động cơ hơi nước ra đời. Và tức là cuộc cách mạng này chúng ta nhớ là gắn liền với nước, là con người ta bắt đầu dùng sức nước, dùng hơi nước, dùng sức mạnh của nước để giải phóng một phần cái lao động chân tay. Ví dụ như là trước đây mà kéo những cái đoàn tàu thì làm sao mà kéo được, đúng không ạ? Dùng ngựa để kéo thì mệt lắm, nhưng bây giờ dùng sức nước. Thì những nước mà có cái động cơ hơi nước ra đời, ví dụ như nước Anh chẳng hạn, là người ta đã cải thiện được cái năng suất lao động rất là nhiều và trở nên rất là giàu có và trở thành đế quốc rất là hùng mạnh. Thế thì sau đó 100 năm, năm 1870 thì con người ta phát minh ra điện. Sau rất nhiều thất bại thì điện đã ra đời, và cuộc cách mạng này là một trong cuộc cách mạng rất quan trọng và ngày hôm nay chúng ta có được
Như cái buổi live stream này chẳng hạn thì cũng phụ thuộc rất là nhiều vào cái có chúng ta có điện và đã giải phóng con người ra khỏi cái sức lao động, động cơ hơi điện nó còn mạnh hơn động cơ nước rất nhiều, các dây chuyền sản xuất ra đời, vân vân và vân vân. Và chúng ta phải rất là nhờ công lao của những người đã phát minh ra điện. Thế để rồi sau đó 100 năm, năm 1969, tức là cách đây tròn 50 năm, cũng là năm mà Bác Hồ chúng ta mất, thì con người ta đã phát minh ra một thứ cũng gắn liền với điện nhưng gọi là điện tử, là tin học, là máy tính, là internet. Và chúng ta có thể kết nối được với nhau như thế này. Các bạn ở tỉnh tôi ở Hà Nội, các bạn ở nước ngoài tôi ở Việt Nam, chúng ta vẫn nói chuyện với nhau real time, thời gian thật, giúp chúng ta xóa nhòa cái khoảng cách. Thì đấy là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba, và chúng ta đang sống năm cuối cùng của cách mạng công nghiệp lần thứ ba. Để rồi cũng khoảng 40 năm sau thì ngày nay người ta nói rất nhiều về cuộc cách mạng là 4.0, đúng không ạ? Ở đó có những khái niệm như là Big Data, là dữ liệu số lớn này, AI là trí tuệ nhân tạo này, rồi là Internet of Things là kết nối vạn vật này, rồi là Network Marketing này, vân vân và vân vân, và rất nhiều các khái niệm khác nhau. Và chúng ta có được cái sự đột phá không chỉ là trong gọi như là kết nối người với người, vật với vật, mà chúng ta còn có thể là kết nối được giữa gọi như là những cái thực thể vô tri vô giác. Thế thì tôi không phải là chuyên về cái này, nhưng tôi chỉ muốn nói là con người ngày càng tiến xa, ngày càng tiến nhanh, và cái thời điểm giữa cuộc cách mạng này và cuộc cách mạng khác thì nó ngày càng ngắn lại. Thế thì ở đây cái thế giới chúng ta đã thay đổi, nó đã hiện đại. Thế nhưng mà tôi cảm thấy có một thứ duy nhất đang dậm chân tại chỗ. Đó chính là gì ạ? Đó chính là cái phương thức trao đổi hàng hóa, cách thức mà chúng ta buôn bán làm ăn, cái cách thức mà chúng ta kinh doanh. Tại sao tôi lại nói điều này? Thì thưa các bạn, là tôi tốt nghiệp trường đại học ngoại thương. Và khi tôi tốt nghiệp trường đại học ngoại thương ra thì tôi được giữ lại trường làm giảng viên và cán bộ nghiên cứu. Và tôi ở lại trường ngoại thương trong vòng cũng 7 năm, 7-8 năm. Thế nhưng mà tôi để ý rằng là trường đại học ngoại thương của tôi cũng như giống như nhiều trường đại học khác ở Việt Nam, và thậm chí kể cả một số trường đại học trên thế giới, những cái kiến thức về kinh doanh, những cái học thuyết về kinh tế, nào là cung cầu này, giá trị này, sự khan hiếm này, nguồn lực này, cân bằng giá cả và sản lượng này, rồi là giá bán này, khách hàng này, vân 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 vân, thì vẫn dạy lại những cái kiến thức là do các học giả viết ra ở thế kỷ thứ 17 và thế kỷ thứ 18. Tôi nhắc lại lần nữa là những kiến thức này được viết ra ở thế kỷ 17, thế kỷ 18, thế kỷ thứ 19 và một số kiến thức hiếm hoi thế kỷ 20. Vì vậy là chúng ta vẫn học những cái tác phẩm của David Ricardo này, Adam Smith này, Sam Walton này, Leon Warras này, Karl Marx này, nhiều lắm. Và tại thời kỳ đấy tôi nói thật là một số ông còn chưa có điện để mà dùng, một số ông thì chưa có internet để dùng. Và cái phương thức kinh doanh cũng như là về vấn đề về sản xuất, về thương mại, về kết nối, nó khác xa chúng ta, nhưng mà các trường đại học hiện nay thì vẫn cứ giảng. Tất nhiên những kiến thức đấy người ta gọi là khuôn vàng thước ngọc. Thế nhưng mà có lẽ nào nó đúng trong thời đại ngày nay nữa hay không thì chúng ta cần phải xem lại một chút. Thế chúng ta mới thấy rằng là gì? Cuộc cách mạng này, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ấy, là đánh dấu một cái sự phát triển vượt bậc của loài người trong việc kết nối giữa con người và con người, trong cái việc là luân chuyển hàng hóa, luân chuyển tri thức. Thế nhưng mà ở đây ấy, các cái phương thức về kinh doanh, các cái phương thức về giá cả, mọi cái thì đều đang rất là cũ, rất là cổ xưa. Tôi nói thế này nhé, tôi sẽ nêu cho anh chị một số ví dụ về sự thay đổi của loài người như thế nào trong vấn đề kinh doanh trong suốt thời gian vừa qua này. Nếu như cách đây tầm khoảng 5 năm, nếu như có một ai đó nói rằng là họ sẽ thành lập một cái công ty cung cấp về dịch vụ phòng nghỉ và khách sạn lớn nhất thế giới, mà trong tay họ lại không có bất kỳ một cái miếng đất nào, không có bất kỳ một phòng khách sạn nào, thì chắc anh chị bảo người này nó bị dở hơi. Thế nhưng mà bây giờ là Airbnb ra đời này, Agoda ra đời này, Booking.com ra đời này, rồi là Phòng Việt ra đời này, vân vân và vân vân. Thì chúng ta hiện nay là gì ạ? Chúng ta muốn là đi thuê phòng nghỉ, chúng ta còn chẳng thèm đến gọi như là cái phòng nghỉ đó, chúng ta chẳng đến khách sạn đó, mà chúng ta chỉ cần vào một cái app, chúng ta đăng ký lúc nào phòng cũng available với giá rẻ nhất có thể. Và rất nhiều khách sạn, rất nhiều các công ty lữ hành hiện nay là phụ thuộc vào những cái app đó,
hơn là việc đi liên lạc trực tiếp với cả những phòng nghỉ và những khách sạn kia. Chứng tỏ người ta chỉ làm một việc nhiệm vụ duy nhất là người ta kết nối, người ta chẳng có hàng tồn kho và người ta chẳng phải cần tính toán xem về việc là người ta phải ra giá bao nhiêu, người ta cứ chờ các khách sạn ra giá rồi bắt đầu người ta mới tính toán. Trên cơ sở là người ta luôn bán cho chúng ta với giá rẻ nhất có thể. Thế hay là ví dụ như là cách đây một vài năm ai đó nói với anh chị em rằng là họ sẽ thành lập một hãng taxi lớn nhất thế giới. Mà họ trong tay không bất kỳ một hãng, một cái taxi nào và họ không có bất kỳ một ông lái xe nào taxi nào. Thì chắc là người này cũng bị ngáo đá nếu chúng ta nói như vậy. Thế nhưng mà rồi ví dụ như là Uber ra đời này, Grab taxi ra đời này, Bi ra đời này, Go Việt ra đời này, đã làm cho chúng ta có những sự cạnh tranh tuyệt vời cho hãng taxi mà những hãng lớn như là Mylink hay là Vinasun thành phố Hồ Chí Minh là gặp rất nhiều khó khăn. Thế thì ngay cả giảng viên như tôi chẳng hạn, nếu có một ngày nào đó có một người nói rằng họ sẽ thành lập một cái học viện lớn nhất thế giới, lớn nhất Việt Nam, mà trong tay họ lại không có bất kỳ một học viên nào, không có trong tay bất kỳ một giảng viên nào và cũng chẳng cần soạn bất kỳ một bài giảng nào, nhưng họ đã có khả năng cung cấp nhiều lớp học nhất và nhiều bài giảng nhất thế giới, anh chị có tin không? Tôi nghĩ rằng anh chị em nên tin. Bởi vì điều đó đang làm, đang xảy ra. Đúng là Hoàng Quang nói đúng đấy, gọi như là đánh cho các cái ông lớn một trận gọi là thua sấp mặt. Loại bỏ những vấn đề liên quan đến pháp lý, loại bỏ liên quan đến vấn đề đang tranh cãi hiện nay ra thì rõ ràng về mặt hiệu quả là người tiêu dùng được hưởng rất nhiều lợi ích từ điều đó. Đúng không nào? Thế thì cái cuộc cách mạng này nó chỉ có một câu để nói cuộc cách mạng này thôi, đó là nó cho ra đời những mô thức kinh doanh mới. Nó phá vỡ các mô thức, các mô hình kinh doanh cũ, nó phá vỡ các quy trình kinh doanh cũ, nó phá vỡ nhiều quan điểm về kinh doanh cũ, nó làm cho cái khách hàng cũng trở thành người có thể kiếm được tiền từ chính việc sử dụng hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ của mình. Nó biến cho người kinh doanh cũng biến thành một cái người gọi như là khách hàng, một người khách hàng biến thành một người kinh doanh. Mọi người đều có khả năng kết nối được với nhau rất đơn giản và dễ dàng trên một cái mô thức kinh doanh mà trước đến giờ là chưa ai nghĩ ra. Vì vậy là đúng là Trần Song Hà này đúng, có rất nhiều lớp học như vậy rồi. Ví dụ nhé, cùng thời điểm này có rất nhiều giảng viên là muốn đi chia sẻ một điều gì đó, ví dụ chia sẻ về kinh doanh, ví dụ như dạy cắm hoa, ví dụ dạy về yoga. Thế trong cùng thời điểm này thì lại có rất nhiều các cái bạn là đang muốn là học một cái gì đó. Thế thì bây giờ chỉ cần có một cái app chẳng hạn, mọi người đều post lên trên đó là tôi đang muốn dạy cái này, tôi có phòng học như sau, tôi có thời gian rảnh thế này. Những người khác thì lại post lên rằng là tôi có nhu cầu học cái này, tôi đang ở cái địa điểm này, tôi muốn học ở cái khu vực này. Thì hai cái nó chập được với nhau là lập tức chúng ta tiến hành đào tạo, mà đào tạo online luôn, đâu cần gặp nhau đâu, đúng không ạ? Thế tôi nói thật với anh chị nhé, giả sử tôi mở lớp học offline chẳng hạn, thì đến bao giờ tôi mới gom vào tầm khoảng 300 bạn như bây giờ để mà theo dõi tôi. Thế nhưng mà nếu tôi mở online thế này chẳng hạn, từ mọi miền Tổ quốc, thậm chí cả nước ngoài nữa, là tôi đang cho cái giá trị tôi vẫn học anh chị. Thì đây tôi đang miễn phí thôi, thì nếu chẳng hạn tôi thu phí chẳng hạn, mà nhiều khi thu phí có khi nhiều người còn học hơn ấy, thì tôi đang tính là không biết là từ buổi sau có nên thu phí không anh chị em nhỉ? Anh chị cho tôi cái ý kiến thử xem nào. Nếu hay tôi thu phí thì báo cáo anh chị là sẽ có một hệ thống gọi như âm thanh ánh sáng tuyệt vời, có một cái gọi như là mà nhiều khi nhé, mà nhiều khi là chúng ta phải đóng phí chúng ta mới có trách nhiệm với bài học của chúng ta hơn đấy, mới vào đây không nói lung tung rồi mới không bỏ dở giữa chừng. Hay là thu phí anh chị em nhỉ? Chúng ta comment thử xem, hay là thu phí tạo thành một lớp học coi như là kiểu mẫu điển hình của thời đại mới xem sao. Thế là bây giờ ngay cả vấn đề như là trước đây nhá, chúng ta kinh doanh ấy là chúng ta phải có một đội người ta gọi là giao hàng. Thế nhưng mà bây giờ thì chẳng có ai gọi như là cần phải 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 giao hàng nữa cả, người ta kết nối với nhau. Đấy, hôm nọ tôi vừa nghe là Sen cái gì nhỉ? Không phải là Sen Đỏ, là Lazada hay là cái gì đó. Thì đã kết hợp với cả bên chỗ Gap là để gọi như là hai bên kết hợp với nhau. Một ông thì cũng có được đơn vị cấp hàng, một bên thì cũng có được cái đơn hàng để mà chạy đi chạy lại. Thế với các cái quán ăn, các cái nhà hàng mà kết hợp luôn với cả gọi như là các cái hãng chuyển phát nhanh nữa thì đúng là vô đối chứ, bây giờ mà hơi đâu mà nuôi một đội mà ngồi ăn với cả ngồi chờ để đi ship hàng như thế. Tại sao không kết nối với nhau, đúng không ạ? Vâng, Tiki hay là Sen Đỏ hay là Lazada hay là nhiều lắm. Thì tóm lại tôi cũng không biết được là những gì, đúng không ạ? À, Hoàng Quang nói rằng có người bạn tuyệt vời muốn bán xe thời học cùng anh, đúng không ạ? Cái bạn đấy thì nổi tiếng rồi. À, bạn đấy là bạn ấy chỉ mua tờ báo mua và bán. Lâu lắm tôi không đọc lại tờ báo này, tôi không biết có tờ báo này hay không, nhưng tờ báo mua bán là tờ báo rất nổi tiếng cái thời với tôi học ngoại thương. Thế thì tờ báo mua bán ấy, những cái trang đầu là nó có là gọi là người tìm việc, đúng không ạ? Và phần gọi là phần mua. Thế sau thì nó lại gọi là việc tìm người và phần bán.
Thế thì bạn tôi ấy, thay vì nó ngồi nó đọc báo thì nó đọc trang trước, đọc trang sau, sau đó là nó kết nối hai cái người này lại với nhau. Và thế là cả ông mua bán được, còn nó ở giữa là coi như là nó thu phí của cả ông mua và cả ông bán. Và chỉ học đại học xong thì nó đủ tiền nó mua xe máy. Trong khi rất nhiều người học đại học xong là mới chỉ đang gọi như là đi xe đạp thôi. Thế nên là cái kinh tế chia sẻ, cái nền kinh tế tri thức, cái nền kinh tế mà vận dụng cái đầu hơn là dùng cái sức người ấy, nó rất là phù hợp với cái nền kinh tế 4.0 và cái sự thay đổi hiện nay. Thế còn thì trong kinh doanh thì tôi thấy rằng là các công ty cổ điển, các công ty truyền thống ấy đang gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn cái gì? Tôi nêu một số ví dụ thế này này. Tôi nói bây giờ ví dụ là gọi là trí tuệ nhân tạo nhé. Trí tuệ nhân tạo tức là sao? Tôi nói ví dụ như điện thoại iPhone của tôi đang cầm trên tay nó có một cái gọi là Siri đúng không ạ? Thế là hôm trước khi tôi truy cập vào Siri tôi hỏi thử một câu thế này thôi, nói một câu nôm na dịch nôm là thế này, ví dụ là Siri ơi, bạn rất là đẹp, thế thì bạn có thể là trở thành người yêu tôi được không? Thế thì Siri nó trả lời lại ngay là cảm ơn mày rất nhiều bởi vì mày khen tao đẹp. Tao đẹp là bản chất rồi. Thế bởi vì tao đẹp vậy tao nên là dành cho tất cả mọi người chứ không chỉ dành riêng cho một mình mày. Hẹn mày ở dịp khác nhé. Thế thì cái câu nói như vậy tôi nghĩ rằng áp dụng trong kinh doanh thì tôi thấy rất hay thế này này. Bây giờ giả sử chúng ta gặp một cô làm kinh doanh. Thế thì cái việc mà khách hàng người ta vào thỉnh thoảng người ta trêu ghẹo vài câu, ví dụ như em đẹp lắm mà anh có thể là yêu em được không ấy, thì chắc là sẽ nhận được một cái câu trả lời nó phũ phàng hơn thế nhiều chứ nó không được ngọt ngào và nó đầy sự thông minh giống kiểu cái gọi là Siri. Vậy thì Siri chính là biểu hiện vĩ đại của cái gọi là AI, tức là trí tuệ nhân tạo. Rồi trí tuệ nhân tạo nó là gì? Ví dụ như là nhà tôi vừa xây xong cái nhà chẳng hạn, tức là hai vợ chồng buổi tối ngồi nói chuyện với nhau là không biết bây giờ mua cái bàn thờ các cụ ở đâu cho nó đẹp, giá cho nó rẻ. À, mình muốn bàn thờ bằng gỗ gụ hay là gỗ lim, ví dụ thế này. Thế thì vừa nói xong rồi lập tức khi mà tôi vuốt vào Facebook, tôi chơi Facebook chẳng hạn, thì lập tức trên Facebook nó hiện lên rất nhiều cái quảng cáo về bàn thờ mà đúng cái loại gỗ gụ mà tôi vừa nói luôn. Thế thì đây có lẽ rằng là do cái điện thoại iPhone nó có một các cái sensor rất là cảm biến, rất là tinh tế. Nó thấy cái từ ngữ của tôi nói ra nó sẽ ghi nhận lại và nó chuyển thành cái dữ liệu nó gửi về cho các nhà sản xuất, nó gửi về cho các nhà thương mại. Và lập tức là người ta có được ngay cái thông tin và người ta hướng đối tượng khách hàng rất là chuẩn mực. Chứ người ta không theo kiểu là đi quăng bom tin một cách rác rưởi như trước đây nữa. Đúng không ạ? Vâng, chào anh Hùng Thanh. Chào anh Phan Anh Tú. Thế thì đây là cái câu chuyện liên quan đến cái gọi là AI, là Big Data, là kết nối, vân vân và vân vân. Thế nhưng mà quay trở về đây tôi thấy có một điều đó là cái phương án kinh doanh của chúng ta, cái quy trình kinh doanh của chúng ta trong các công ty cổ điển này nó vẫn tương đối là hạn chế. Nên rằng là đây là thời kỳ, tôi chỉ muốn nhắc lại một câu rất kinh điển mà lớp nào tôi cũng nói. Đó là trong thế giới mới hiện nay không phải thời kỳ của cá lớn nuốt cá bé mà là của cá nhanh nuốt cá chậm. Ví dụ như công ty cực lớn nhưng mà bởi vì dịch chuyển chậm, thay đổi chậm thì kể cả những công ty rất lớn như là Sony của Nhật Bản, Kodak hay là Kodika chẳng hạn. Rồi thậm chí kể cả Yahoo, một công ty làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin vẫn cứ bị vượt mặt, vẫn bị là vượt qua bởi vì sự thay đổi chúng ta là quá chậm. Người ta tính toán rằng ở thế kỷ 21 này thì cứ mỗi một giây trôi qua, mỗi một giây trôi qua anh chị em nhé, thì cái số lượng kiến thức mới được sinh ra và được trao đổi trên Internet nó bằng cả một vài năm ở thế kỷ 20. Đúng mà, anh chị xem Internet, anh chị đọc báo, anh chị mà chỉ cần vuốt chậm một chút thôi là những cái tin cũ nó không còn nữa, nó biến thành cái tin mới rồi. Liên tục, liên tục, liên tục và liên tục. Thế nên là chúng ta vẫn cứ áp dụng những bài học thầy giảng từ đại học, thậm chí kể là cao học và tiến sĩ chẳng hạn, thì nó chỉ là cái nền tảng, nhưng mà để chúng ta có thể là kinh doanh thành công được trong giai đoạn hiện nay thì mọi cái là nó trôi qua rất là nhanh. Đúng ạ, Nokia cũng chết đấy. Cách đây vài năm thì Nokia tuyệt vời nhưng mà bây giờ thì Nokia bị chèn ép kinh quá. Đúng ạ. Vậy thì chính đây là giai đoạn mà những công ty bé, những công ty khởi nghiệp, những cái gọi như là SME, thậm chí là micro SME, tức là những công ty siêu nhỏ. Đúng ạ. Thì nó có một cái lợi thế đó là nhỏ thì nó rất là nhanh. Nên tôi muốn các anh chị tìm đọc cho tôi một bộ 5 tác phẩm rất là nổi tiếng. Cuốn đầu tiên là Những Kẻ Xuất Chúng, cuốn thứ hai là Chú Chó Nhìn Thấy Gì, cuốn thứ ba là Trong Chớp Mắt, thứ tư là Điểm Bùng Phát và cuốn thứ năm đó là David và gã khổng lồ Goliath. Thế thì trong cái cuốn David và gã khổng lồ Goliath này nói về những cái chàng bé nhỏ, cái con người chăn cừu bé nhỏ tên là David ấy, có thể đánh gục cả những gã khổng lồ như là Goliath. Đúng ạ.
Và nếu chúng ta cứ tích lũy cái kiến thức chúng ta hàng ngày thì chúng ta đều sẽ thành những kẻ xuất chúng. Cái góc nhìn của chúng ta khác đi. Và chúng ta xin lỗi là nhìn góc nhìn của một con chó. Chúng ta nhìn thấy con chó, chúng ta bảo con chó kia nó khổ thật, nhưng mà con chó nhìn con người, có khi con chó lại bảo con người kia là con khổ cơ. Thế nên là những cái đấy là những cái chúng ta phải thay đổi góc nhìn đi, và một ngày chúng ta sẽ đạt cái điểm bùng phát. Và khi điểm bùng phát lên rồi thì thưa các anh chị là nó có thể tạo thành những cái đột phá kinh khủng. Cho tôi vẫn nói là ở Việt Nam ấy có một công ty là công ty Bphone của anh Nguyễn Tử Quảng ấy. Tôi vẫn đặt rất nhiều niềm tin ở công ty này. Chúng ta đừng cho rằng anh Quảng là anh Quảng nổ, tôi không nghĩ thế. Và tôi không nghĩ rằng là công ty Bphone nó là sinh ra để cho nó vui đâu. Hay là kể cả những cái mạng xã hội Việt Nam như là Lotus chẳng hạn. Thì nói thật với anh chị là chúng ta đừng cười cợt. Bởi vì là những cái công ty mà gọi như là nó bé nhỏ nhưng mà nó nhanh, nó thay đổi được cái phương thức. Tôi đọc lại tên sách nhé. Cuốn đầu tiên là cuốn Những kẻ xuất chúng này. Cuốn thứ hai là Chú chó nhìn thấy gì này. Cuốn thứ ba là Chàng David và gã khổng lồ Goliath này. Cuốn thứ tư là Trong chớp mắt, và cuốn thứ năm là Điểm bùng phát. Đây là lời khuyên thật. Cuốn sách này được viết bởi một người Canada, và ông là đại diện xuất sắc nhất hiện đại đương thời và đang sống trong lĩnh vực về tâm lý xã hội học. Và kinh doanh bây giờ là dựa vào tâm lý xã hội học rất là nhiều. Người ta phải phân tích được tâm lý, người ta biết được là có cái gì. Anh chị có thể comment xuống đi ạ, comment xuống đi để cho người ta biết được là những cuốn sách tên là gì thì tao mua đọc. Anh chị ra hiệu sách là 5 cuốn này thường nó để cạnh nhau, còn bây giờ ông có ra thêm cuốn nào mới không mà tôi chưa cập nhật được. Nhưng mà 5 cuốn này tôi luôn luôn để gối đầu giường và được coi là một trong những cuốn sách rất là tuyệt vời để có thể thay đổi cái tư duy góc nhìn và cách làm kinh doanh của chúng ta. Thế thì ở đây, ngày hôm nay mặc dù nó là quy trình về kinh doanh, nhưng chúng ta sẽ xem lại rất nhiều cái vấn đề liên quan kinh doanh, nên tôi nói là buổi đào tạo này của tôi cực kỳ là quan trọng. Nên một lần nữa tôi rất mong các bạn, các anh, các chị chúng ta hãy chia sẻ livestream này cho những người khác. Bởi vì những buổi livestream thế này tôi không phải là nói quá lên đâu, nhưng có thể là thay đổi được rất nhiều công ty, có thể giúp được rất nhiều cuộc đời, có thể làm cho rất nhiều người thành công, và có thể giúp chúng ta có cách nhìn mới về kinh doanh trong thời đại 4.0. Tôi không dạy về 4.0, nhưng tôi thường xuyên đào tạo cho các công ty, cho các doanh nhân khởi nghiệp trong thời đại 4.0. Tất cả mọi chuyện và cái góc nhìn của chúng tôi sẽ khác. Góc nhìn của tôi được kết hợp giữa hai cái, một là kế thừa những kiến thức tinh hoa của nhân loại, nhưng cái thứ hai đó là trên cơ sở là chúng tôi đã áp dụng, chúng tôi đã làm, chúng tôi đã thành công và chúng tôi đã thất bại. Thì rất mong các anh, các chị, các em là chúng ta dành một chút, chúng ta gọi người vào, chúng ta comment liên tục. Chúng ta comment đi ạ. Đừng tiếc gì mà comment, bởi chúng ta comment chúng ta sẽ nhớ, còn chúng ta chỉ nghe thôi ấy, nó chìm vào trong giấc ngủ chúng ta quên mất đấy. Và hôm nay chúng ta sẽ livestream khá là khuya, khá là muộn đấy ạ. Mặc dù là cả ngày mai thì tôi có buổi đào tạo cả 2 ngày liền cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tôi xin nói thêm anh chị là Tập đoàn Điện lực Việt Nam là tập đoàn thuộc loại lớn nhất của Việt Nam chúng ta hiện nay, và có ý nghĩa vô cùng quan trọng với nền kinh tế, quốc phòng, an ninh quốc gia. Đời sống xã hội là phụ thuộc vào điện rất là nhiều. Thế nhưng mà ngay cả những tập đoàn rất lớn này thì cũng mời tôi về để chia sẻ và đào tạo về những sự thay đổi trong kinh doanh. Bởi vì kể cả là kinh doanh độc quyền chăng nữa, hay là một công ty nhà nước chăng nữa, thì vẫn cần một sự thay đổi rất nhanh mạnh trong cái làn sóng hiện đại ngày nay. Nếu không sẽ bị đào thải. Đúng ạ. Chúng ta đừng có nói rằng là những công ty lớn thì không cần phải học, những công ty độc quyền không cần phải học, những công ty nhà nước không cần phải học. Chính họ là người học rất nhiều. Vậy thì bản chất là khi họ vào đường đua, họ đã có một cái xuất phát điểm tốt hơn chúng ta. Họ có những nguồn lực tốt hơn chúng ta. Đúng ạ. Vậy mà họ vẫn thay đổi hàng ngày. Trong khi đó chúng ta là công ty bé hơn, chúng ta là công ty mà yếu đuối hơn, mà chúng ta lại còn không chịu thay đổi nữa, thì thật sự là chúng ta sẽ thua. Đấy là điều đã được báo trước và đấy là điều chắc chắn. Thế thì thưa anh các chị, ở đây thứ nhất là chúng ta phải nhanh. Thì tôi vừa nói rồi. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải khác. Thế thì bây giờ mình nói lại, bây giờ phần này là phần anh chị phải comment lại này. Đó là tôi sẽ điểm nhanh lại cho anh chị. Cái phần giảng này của tôi cũng giống một số thầy khác đã giảng rồi, tôi sẽ chia sẻ với anh chị là tư duy 4.0 tức là gì? Một là nhanh, hai là khác. Vậy nhanh và khác chỗ nào? Tôi xin phép chia sẻ như sau, tôi chỉ nói về vấn đề kinh doanh thôi nhé. Quê tôi là huyện Tiên Yên của tỉnh Quảng Ninh, là một trong những huyện nghèo nhất của tỉnh Quảng Ninh, tôi nói rồi. Thế thì tôi sinh năm 1979, vì vậy tôi sống được 6 năm, 7 năm trong thời kỳ bao cấp. Thế nhưng mà tuổi thơ của tôi đủ nhớ được cái thời kỳ bao cấp tôi là như thế nào. Cảm ơn Phương Thị Cá rất là nhiều, em comment tên cuốn sách rất là đầy đủ. Thế thì cả huyện tôi lúc bây giờ nó chỉ có một cửa hàng lương thực thôi.
chỉ có một cửa hàng lương thực để bán gạo. Thế thì chỉ có một cửa hàng bán gạo, trong khi thì chúng tôi có cả 100 hộ dân. Thế thì có một người bán và có 100 người mua gạo. Nên lúc bây giờ bán hàng chả cần nghĩ gì và chẳng cần làm gì cả thì vẫn bán được hàng. Quy trình bán hàng cực kỳ đơn giản, quy trình bán hàng chỉ gồm một bước: nhập hàng về và bán tất cả những gì tôi đang có. Thì đấy là cuộc cách mạng 0.0, tức là cuộc cách mạng mà không ai nghĩ cái gì hết. Nghĩ cũng chả được, đòi hỏi cũng chả được, nghĩ cũng chẳng thay đổi gặp cái gạo duy nhất có trong kho. Vì vậy là tôi bán bất kỳ những gì tôi đang có trong tay hết. Anh lên Google anh tìm loại gạo khác cả, nó cũng chẳng có thông tin cho anh đâu. Nên giai đoạn này được gọi là giai đoạn 0.0. Thế rồi sau đó khi bắt đầu hết bao cấp thì người dân bắt đầu người ta đi nhập gạo và người ta bán để cạnh tranh với cửa hàng lương thực độc nhất đấy. Và tôi tính là ở huyện tôi có tổng cộng là có 20 cửa hàng bán gạo. Và bởi vì 20 người dân đã đi bán gạo, vì vậy số lượng người thật sự đi mua gạo nó chỉ còn có 80 người thôi. 20 người bán, 80 người mua. Vậy thì sự cạnh tranh đã bắt đầu xuất hiện. Khách hàng đã bắt đầu ít đi. Lúc bây giờ những người mua bắt đầu có lợi thế hơn và những người bán bắt đầu phải suy nghĩ làm thế nào để mình có thể bán gạo được vượt trội so với những thằng khác. Nên giai đoạn này nó có hai bước: một là nhập gạo về để bán, nhưng thứ hai là phải đi khảo sát khách hàng xem nó muốn mua gạo gì, nó muốn ăn gạo gì và phải bán cho nó, tức là bán những gì mà khách hàng cần, đúng không nào? Mình có gạo này là một chuyện, ví dụ mình có gạo Thái Lan là một chuyện, nhưng mà người ta thích ăn gạo sén cù chẳng hạn, thì mình phải nhập thêm gạo sén cù mình bán, chứ mình cứ nhập gạo Thái Lan mà không phải là gạo sén cù chẳng hạn thì làm sao mà bán được, đúng không ạ? Thế thì cái giai đoạn này gọi là giai đoạn mà nó cũng dựa rất nhiều vào cái gọi như là marketing cổ điển, tức là đi tìm hiểu xem khách hàng muốn gì, nó thêm một cái bước là muốn gì. Thế rồi sau đó những năm 1990 mấy đó thì tôi thấy là ở quê tôi bắt đầu là có tận 40 người đi bán gạo, bởi người ta thấy là kinh doanh gạo ổn mà lợi nhuận tốt, thế là có 40 người đi bán gạo. 40 người đi bán gạo nhưng mà lại còn có 60 người đi mua gạo thôi. Cho nên bây giờ là một là phải bán ra những gì mà khách hàng cần. Thế nhưng mà bởi vì khách hàng nó ngày càng ít đi nên còn bước nữa rất quan trọng là phải giữ người ta lại. Người ta phải trung thủy, người ta phải trung thành với mình. Thế thì thưa các anh chị rằng là bây giờ là bán những gì người ta cần rồi, nhưng mà nếu mà bán một lần xong, người ta cần xong nhưng người ta có nhiều sự lựa chọn quá, người ta đi thằng khác, người ta mua lần sau thì chết. Cho nên bây giờ mình phải giữ người ta lại. Làm sao để khách hàng nó trung thành, trung thủy với mình? Vì vậy là marketing nó phải làm một việc nữa là gì ạ? Đó là chăm sóc sau bán. Nó là hỏi han. Đúng không? Đó là tăng thêm giá trị gia tăng. Rồi nếu anh quay trở lại với em thì em cho anh nhiều quyền lợi hơn. Tức là như vậy là vừa bán những gì mà khách hàng cần, phải giữ khách hàng lại bằng cái sự sáng tạo, bằng cái sự nhiệt huyết, bằng cái sự chăm sóc tận chân răng của mình. Đây là thời kỳ nó gọi là 2.0. Thế rồi đến thời kỳ sau nữa là bây giờ giống như bây giờ này, là thời kỳ 3.0, là thời kỳ gì? Đến có tận 60 người bán mà chỉ có 40 người mua thôi. Trước tôi làm hoạt động ngân hàng tôi biết điều đó, mà trên tuyến phố nhà mình chẳng hạn có đến 60 cái ngân hàng mở mà chỉ có khi có 40 khách hàng là doanh nghiệp ở trên đó thôi, thì bán cho ai? Ai anh đòi đi làm ngân hàng cả, thì bây giờ ai là vay vay tiền ngân hàng, ai gửi tiền ngân hàng đây? Cho bây giờ là bán những gì người ta cần rồi này, đúng nào? Xong là còn phải gọi như giữ người ta lại rồi này. Thế nhưng mà sau đó là phải liên tục thay đổi, liên tục phải cải tiến, liên tục phải đưa ra những cái chiêu trò mới, liên tục phải đưa ra những sản phẩm chất lượng tốt hơn với giá thành rẻ hơn, liên tục phải có những chương trình tri ân khách hàng, vân 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 vân, và thực sự là coi khách hàng như là thượng đế. Thậm chí nó bảo là nửa đêm nó gọi điện, nó bảo mày ơi, cái thẻ nhà tao nó bị làm sao mà đến nhà tao mà xem thẻ thế nào, nên nửa đêm có khi vẫn phải dậy mò đến nhà người ta. Thế đây chính là giai đoạn mà gọi là gì ạ? Đây chính là giai đoạn mà gọi là bán những gì mà khách hàng cần, giữ khách hàng lại nhưng phải làm cho khách hàng vui và coi khách hàng là thượng đế, và làm cho họ không có gì mà phải kêu ca cho chúng ta cả. Liên tục cải tiến. Cho nên vì vậy cái gọi là Kaizen này, rồi là TQM này, rồi là Six Sigma này, Lean, rất nhiều khái niệm nó ra đời trong giai đoạn này để thật lòng là thượng đế không kêu được câu nào, mình coi khách hàng là thượng đế. Đấy là 3.0 và chúng ta đang sống thời kỳ như vậy. Thế nhưng mà đến thời kỳ gọi là thời kỳ 4.0. Cái thời kỳ 4.0 là thời kỳ mà nó cao cấp hơn thế. Mới tất cả chúng nó đều làm như vậy. Tất cả chúng nó đều coi khách hàng là thượng đế cả. Thế thượng đế thì ít hơn cả thằng coi khách hàng là thượng đế. Thế thì bây giờ coi là thượng đế vẫn chưa ổn. Thượng đế nhiều khi vẫn lên cơn, thượng đế vẫn không hài lòng.
mà bản chất là thượng đế thì lại vốn không chung thủy. Thượng đế là thích, là thượng đế là cũng đỏng đảnh lắm. Các cụ nhà mình ngày xưa bảo là gọi như là trời thay đổi xoành xoạch, nhưng mà sáng nắng chiều mưa chưa ở mướt, thượng đế cũng mệt mỏi lắm. Cho thời kỳ 4.0 là thời kỳ chúng ta phải đảo ngược lại toàn bộ đấy, đảo ngược lại toàn bộ, đảo ngược lại mọi thứ. Là thời kỳ mà gọi là cái gì nào, chúng ta không nên coi thượng đế là khách hàng là thượng đế nữa. Bởi vì tất cả mọi người bán hàng đều coi khách hàng là thượng đế, thì mình coi khách hàng là thượng đế giải quyết vấn đề gì đâu, chẳng lẽ mình coi là khách hàng thượng đế của thượng đế à? Cho bây giờ phải quay ngược trở lại là mình coi khách hàng là những người thân, những anh em ruột thịt của mình. Người ta vẫn nói một câu rất hay, đó là gì ạ? Vợ chồng đôi khi có thể bỏ nhau, thế nhưng mà anh em ít khi bỏ nhau lắm. Đúng à? Con cái nhiều người bỏ bố mẹ đấy nhé. Thế nhưng mà anh em ruột thịt trông thế thôi, một giọt máu đào hơn ao nước lạ, ít khi bỏ nhau lắm. Cho bây giờ phải coi khách hàng là anh em. Mà nếu là coi khách hàng là anh em ấy, thì người ta gọi đấy là anh em, là nó gắn bó keo sơn lắm. Thế là tình hình là thế này. Thế thì giả sử hôm nào tôi nói đi, giả sử tôi bán cái sản phẩm là ví dụ như là collagen, ví dụ thế đi. Thế thì bây giờ chất lượng nó tốt, giá thành nó lại phải chăng? Thế thì người ta đến mua, ta sẽ hỏi đây này, anh Dũng ơi, thế cho em mua cái lọ collagen. Thế thì sau khi mua collagen rồi thì em thấy dùng nó tốt quá anh ạ, vì vậy là anh còn hàng cho em mua thêm chục lọ. Thì nếu mà trước đây thì thế quá tốt gì đâu, đúng không ạ? Ôi dồi ôi, thượng đế thật là tuyệt vời, để em gọi như là phục vụ thượng đế trận chân răng, mua chục lọ, mua thêm 20 lọ thì càng tốt. Thế nhưng mà bây giờ bán hàng nó lại phải ngược lại. Ngược lại thế này này. Chị ơi, em biết là chị rất thích collagen bên em cảm ơn chị rất là nhiều. Trong quá trình làm sản phẩm này ra, em luôn cố gắng làm sao đạt chất lượng cao nhất có thể. Em cũng bảo nhân viên em là phục vụ chị phải tốt nhất có thể, bởi vì chị là khách quý của em mà. Thế nhưng mà hôm nay chị quay lại, thật sự là em vui quá, em cảm động quá. Thế nhưng mà bởi vì công ty em ấy thì vẫn liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm, giá bán thì vẫn như vậy thôi. Ngoài ra thì bao bì mẫu mã ngày càng làm đẹp. Hơn nữa là công ty em thì ngay đầu đường đây thôi, ngay gần nhà chị. Chị dùng chưa hết thì bọn em đã quản lý bằng app, bọn em đã biết là chị dùng sắp hết rồi, em sẽ cho người mang đến nhà chị, không cần chị phải gọi đâu ạ. Mà em mang cho chị là em mang sản phẩm tốt nhất. Chứ bây giờ mà chị mua 10 hộp về, 10 lọ về, gọi như là chị để đấy chị không dùng hết, nó phí tiền ra. Mà chị mang thì phí tiền như vậy, của đau con sót thì đúng là em cũng xót thay cho chị, bởi vì em coi chị là như là chị em mà. Em coi chị như là người thân của em vậy. Vì vậy em mong chị là chị chỉ mua một liệu trình thôi. Chị cứ dùng hết liệu trình này đến liệu trình khác, chị cần mua 3 lọ thôi chị ạ. À, dạ chị đừng có mà mua. Khách hàng sẽ chửi mày bị điên này, tao có tiền kệ tao. Bảo, vâng chị có tiền thì em hiểu. Thế nhưng mà bởi vì là tiền của chị cũng như tiền của em vậy, vì vậy chị nhá, em coi chị đó là anh chị em ruột của em, vì vậy chị mua một liệu trình thôi. Thôi chị về đi chiều nhé. Chiều nay em cầm sang cho chị về đi. Em coi chị là bạn thân của em mà. Là người thân của em mà. Thế thì thưa anh các chị, đây là một khái niệm mà cái quy trình nó đảo ngược ở chỗ đấy đấy ạ. Ồ, rất là cảm ơn anh chị nhá. Live stream đã lên đến 360 người rồi. Anh chị họ tôi tiếp tục chia sẻ đi ạ. Tôi nghĩ rằng càng về sau nội dung sẽ càng hấp dẫn đấy ạ. Đúng là nói là đuổi khách thì hơi quá, nhưng mà khách hỏi mà không bán đấy. Thế thì cái điều này tôi đã học được khi tôi sang Đức. Khi tôi đi mua các thiết bị về y tế ở bên Đức ấy ạ. Tôi vào tập đoàn lớn như Siemens hay là Skytop. Thế thì ở tập đoàn Siemens ấy, là khi tôi nhìn thấy một cái máy về kiểu là cái máy siêu âm ấy chị, cái máy mà gọi là CT chụp cắt lớp cái não của chúng ta đấy. Thế thì khi mà mình thấy cái máy đẹp quá mà nó vừa tầm tiền, ví dụ hồi tôi sang là tôi thấy một cái máy như vậy, như giống như cái máy đặt ở bệnh viện Sanh Pôn của chúng ta, nó bán tầm khoảng là 30 tỷ, tức là khoảng 1,5 triệu đô là ngon. Trong đó mình có hạn mức là mình có 2 triệu đô, cho nên mình cầm đi 2 triệu đô mà mình có một nó bán có 1,5 triệu là ngon rồi, mà chất lượng của Đức thì khỏi nói đi. Thế tôi bảo tao là vấn đề, tôi bảo này, mày bán tao cái này đi, tao mua luôn, thậm chí là cho tao mua luôn cả cái phụ tùng kèm theo đi. Anh biết nó trả lời, nó bảo là này, tao rất quý Việt Nam, Việt Nam chúng mày rất là nghèo, và tao biết rằng những cái máy này mà về Việt Nam là chúng mày sẽ rất là có hiệu quả trong bệnh viện. Thế nhưng mà cái máy này tao làm theo đơn hàng của Trung Quốc. Thế thì cái người Trung Quốc ấy nó có những yêu cầu riêng mà tao đã thiết kế theo những yêu cầu Trung Quốc rồi. Thế còn cái máy này thì tao đang thiết kế cho bọn là Liên Xô, bọn Nga. Thế nó lại cũng có những đặc điểm nó khác về khí hậu, về cái cách đào tạo bác sĩ. Thậm chí là cái máy này mà đưa vào trong cái phòng của người Nga là rất là hợp, nhưng mà đưa về phòng mày mà chưa thiết kế theo thì nó không phù hợp, thì cái máy này không phát huy tối đa tác dụng. Hơn nữa rằng là gì, cái này cũng là một cái model mà nó chưa phải là tiên tiến nhất đâu. Vì lúc bây giờ nó đàm phán với tao là cái tiên tiến theo kiểu cũ, tao lấy giá là 1,5 triệu.
Thế nhưng bây giờ nếu mà tiên tiến hơn nữa, mà với giá thành bây giờ tao lấy mày chỉ tầm 1 triệu 3 thôi. Cho nên là mày đừng có mà đi mua cái máy này. Mày về đi, tao sẽ cử người sang khảo sát. Bọn tao sẵn sàng sang khảo sát nó kỹ hơn để tao biết là bị bác sĩ bên mày là thuận tay phải hay thuận tay trái. Bác sĩ mày chiều cao là 1m7 hay là 1m6. Cái phòng của chúng mày là phòng như thế nào? Thế bởi vì đơn giản là mày đưa cái máy đi vào, đến mai sau mày muốn chuyển phòng chẳng hạn, mày muốn đẩy theo bệnh nhân chẳng hạn, thì nó phải thiết kế làm sao? Cái thì chạy dây dưới, cái thì chạy dây trên, cái thì mà phải có bánh xe, cái thì mà to nhỏ nó phải thiết kế phù hợp. Thế vì vậy là tao sẽ sang tao làm việc đó, mày đừng có mua, mày cứ về đi. Thế là mình cầm tiền mình cứ tiêu nghỉu mình bảo. Cho nên tôi nói là khi mà làm việc với Tây ấy, nhiều khi mình cứ bảo là bọn Tây nó cứ ngố ngố không sao. Nó ngố gì? Nó không ngố đâu anh chị em ạ. Nó bán hàng bằng cái trái tim, bằng cái tấm lòng, bán hàng bằng cả sự nhiệt huyết. Cho nên vì vậy là cái công ty Thế Giới Di Động là anh Tài anh yêu cầu là nhân viên cứ để tay trái tim này mà cúi xuống là như vậy. Nó cứ cúi xuống cái này là như thế. Hay là ví dụ như đầu tư địa ốc chẳng hạn, em bán bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh cũng thế thôi. Em đừng có mà theo cái kiểu là viện người ta có nhu cầu nhà, người ta có 3 người thôi mà người ta bảo là người ta chỉ muốn mua một căn hộ nó vừa phải, thế là mình muốn bán là mình có một căn ế hạn, mình cứ đẩy người ta bán đến căn tận 4 5 phòng ngủ. Đắt chết đi được, thế mặc dù kể người ta có tiền. Thế nhưng mà phải khuyên người ta rằng là ví dụ như là anh ạ, anh chị ạ. Em biết là cái căn này anh chị cũng rất là thích nhưng mà vì diện tích nó to quá. Nếu mà chị mua để anh chị có thể là ở thật sự là lâu dài và gọi nhiều người đến ở thì em thấy phù hợp. Thế còn thì mặc dù em biết em bán căn này xong em được kiếm được cả 100 triệu tiền lợi nhuận, tiền hoa hồng đấy. Thế nhưng mà em nghĩ rằng là anh nên chọn một cái căn khác nó nhỏ hơn, nó phù hợp hơn. Bởi vì anh chị nói thật là anh chị mà chỉ ở tạm thôi mà nó thừa phòng thế này, mai sau anh chị bán lại nó cũng không đạt lại cái hiệu quả đâu. Thế đấy mới là bán hàng bằng trái tim và bán hàng một cách gọi như là coi anh em khách hàng ruột thịt đấy. Anh trai mình mất cả 100 triệu đồng mà mình không tiếc à? Hay lại cười hô hố là thằng ngu thế hôm nay mình lừa được con vịt. Thế thì khách hàng ấy, khi mà chúng ta đối xử với khách hàng như anh em như vậy thì người ta về thì người ta lại rất là cảm động. Người ta gọi cả làng vào, đúng không nào? Cho nên hôm trước có nhiều khi tôi cũng nói là hay là bây giờ mình ngay cái việc mà tôi kêu gọi livestream chia sẻ vậy thôi. Có khi mình bảo thôi các bạn ạ, các bạn không cần phải chia sẻ livestream nữa đâu. Thì có khi các bạn lại yêu quý tôi, các bạn lại chia sẻ. Còn bây giờ mà kêu gọi các bạn chia sẻ nhiều quá thì các bạn lại không chia sẻ. Các chị, anh chị lại tưởng tôi được cái gì từ cái phần tôi kêu gọi đó. Thế thôi này, đấy, từ lúc nãy giờ chia sẻ rất hay, 400 đến nơi rồi, thật là tuyệt vời. Cảm ơn tất cả các anh chị, các em. Chúng ta chia sẻ rồi, chúng ta comment xuống bên dưới nữa. Nếu thấy hay, nói là thật tuyệt vời, ok, thì chúng ta phải áp dụng nhé. Chứ còn là ok mà không áp dụng thì vẫn cái kiểu bán hàng cách lừa đảo, vẫn theo kiểu là tôi thấy không được. Tôi vào siêu thị của Việt Nam, tôi thấy siêu thị Việt Nam bán hàng không được. Cái chỗ này tôi rất ghét đi siêu thị là vì cái này. Có những hàng sắp hết hạn, anh chị bày ra bên ngoài. Anh chị thấy có những cái gọi là hàng nó sắp sửa đề mốt, tức là hết mốt, anh chị bày ra bên ngoài. Do anh chị chạy những cái chương trình quảng cáo. Thế xong khi tôi đến hỏi hàng, anh chị toàn cố gắng bán cho tôi những hàng như vậy. Anh cứ bảo là cái hàng này là tốt lắm anh ạ, à, cái hàng này là thế này thế kia. Và khi tôi bảo là không, tôi vẫn muốn mua cái hàng của tôi, muốn mua đó, thì bắt đầu anh chị bắt đầu dở mặt, anh chị quay ra thái độ nhìn tôi như kiểu ý là thằng này nó bị hâm hoặc là cái thằng dở hơi này thế nọ thế kia đấy. Ở đây chính là một vấn đề mà tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải hết sức là quan tâm, là lưu ý. Chúng ta phải tư vấn thật. Chúng ta cũng nên nói thật đi, ví dụ như anh chị em ơi, cái hàng này của bọn em thì thực ra là hạn nó còn hơi ngắn, thế nếu mà anh chị dùng ngay thì hạn thì anh chị nên mua. Và để cho gọi như là khuyến khích thì bọn em cũng đã giảm giá được 5-10 đồng. Thế còn nếu anh chị về mà anh chị nhà xa, anh chị muốn lưu trữ đồ ăn này nó lâu thì nên mua cái loại mà hạn có tầm khoảng 2 tháng thì nó nằm ở bên trong kia anh ạ. Còn những cái hàng này em chỉ bán cho những người nào mà tiêu dùng ngay thôi, chất lượng nó vẫn đảm bảo và giá thì nó rẻ hơn một chút. Nhưng mà nếu anh chị ở xa, anh từ Quảng Ninh lên Hà Nội anh mua hàng về mà ít khi có điều kiện để đổi đi đổi lại thế này thì anh chị không nên mua như vậy. Đây cứ bảo là theo kiểu là mua 5 tặng 6, mua 10 tặng 5, ôm cả đống về trong vứt đầy trong tủ lạnh nghe. Đấy là cái không được. Thì quy trình nào thì quy trình. Tôi nhắc lại là quy trình bán hàng hiện đại, tức là nó ngược lại như vậy đấy và nó xuất phát từ trái tim và từ tấm lòng. Đúng nào. Nếu chúng ta đếm nhau một tấm lòng, chúng ta sẽ giữ được nhau rất lâu dài. Đấy. Cho nên ngay cả khi là xin thưa anh chị em là cái đường đường, đường, đường kênh YouTube của tôi là tôi vừa ghim lên đấy nhé. Tôi vừa ghim lên là bởi vì tôi thấy cái địa chỉ kênh YouTube đó, anh chị có thể đăng ký vào cái kênh đó. Vâng ạ. Vâng, đây là tôi ghim đấy, anh chị em có thể đăng ký thêm kênh YouTube và đồng thời anh chị có thể là comment xuống bên dưới. Thế thì thưa anh các chị rằng là cái này là một cái nó xuất phát từ trái tim thì nó sẽ chạm vào với trái tim.
Và thưa các anh chị là tôi phải hỏi anh chị một một điều nữa là cái này là một điều tôi muốn nói là cái quy trình bán hàng thì dù là hiện đại hay cổ điển thì nó vẫn giống như vậy thôi. Thế nhưng mà cái cách làm của chúng ta là nó phải thay đổi. Nó thật lòng với nhau. Nó thật lòng với nhau thì ok. Còn nếu không thật lòng thì chúng ta giải tán. Cho nên chị hỏi tôi ghi một câu là gì? Người bán hàng chính trực. Anh chị comment là tôi đi ạ. Người bán hàng chính trực. 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 Đúng nào. Người bán hàng chính trực. Thế thì anh chị em nhé, anh chị em hộ tôi ạ, ghi là người bán hàng chính trực. Thế vậy thì chính trực là gì? Người bán hàng chính trực tức là anh trả lời cho tôi một câu, anh có yêu khách hàng không? Nếu anh yêu khách hàng thì anh phải thường xuyên suy nghĩ về khách hàng. Anh suy nghĩ về khách hàng, nếu anh thấy điều gì có thể làm tốt hơn khách hàng thì anh nên làm. Anh đã làm thì anh làm trước sau như một, và trong quá trình anh làm cho khách hàng, anh thấy có khó khăn thì anh vẫn vượt qua những khó khăn đó với một tình yêu cao nhất có thể. Anh sẵn sàng vượt qua những cái sự chê bai, những sự dè bỉu, những cái sự kèn cựa, những sự khó chịu của người khác, và anh làm với tất cả tấm lòng. Thì đấy gọi là người bán hàng chính trực. Đây là một điều cực kỳ hay và cực kỳ là tuyệt vời trong cái quy trình bán hàng của chúng tôi hiện nay. Tôi nhắc lại, nếu anh chị theo dõi các bài giảng của tôi, anh chị thấy là gì? Tôi là một trong những giảng viên đi dạy bán hàng suốt, nhưng tôi hầu như không có dạy về tools. Tool là tôi không dạy. Tôi là tool, tức là các cái kỹ năng ấy. Tôi nói ví dụ nhé. Tôi nói thật, ví dụ như là tôi không bao giờ chấp nhận cái việc là dùng các cái hệ thống trả lời tự động khách hàng. Vì người ta vào hỏi là em ơi, chị đang gặp vấn đề với sản phẩm của em, làm thế nào giúp chị đi em? Thì lại trả lời chứ, cảm ơn chị đã comment, rất là vui khi được chị comment. Vui cái gì? Đấy là một cái tool. Tôi nhắc lại lần nữa là đây là một cái tool dở hơi. Thế ví dụ tôi nói tiếp tục là gì? Sáng ra có vẻ quan tâm khách hàng, ngày nào cũng chào là em chào chị, chúc chị một ngày vui vẻ. Người ta vừa vào là tôi buồn quá, tôi mua sản phẩm bên anh nhưng mà tôi chọn nhầm sản phẩm sang một sản phẩm khác, làm thế nào để thế này thế kia. Tự nhiên là cũng mà cảm ơn chị, cảm ơn anh, chúc anh chị một ngày vui vẻ. Tôi nói thật là chỉ có những người mà gọi như là, mặc dù tôi nói điều này ra thì động chạm đến một số anh chị đang bán các cái tool này trên mạng ấy, nhưng tôi nói thật lòng luôn đấy, là cái tool nó, nhưng mà nó phải rất người, nó phải rất là thông minh. Thông minh khi nào bằng con Siri ấy, Siri thông minh thế mà đôi khi còn bị chửi, trả lời còn chưa đúng. Đằng này chúng ta có đội ngũ, chúng ta có đội ngũ bán hàng, chúng ta có những ông chủ đầy nhiệt huyết ở đây, mà tại sao chúng ta cứ phải sử dụng những công cụ như vậy? Tôi nhắc lại lần nữa, đó là 4.0 nó làm được một việc. 4.0 nó làm được một việc là giúp cho con người có thể kết nối con người đơn giản và dễ dàng hơn. Thế nhưng mà để gắn được trái tim của tôi là người bán hàng cho đến trái tim của các bạn là người mua hàng thì chỉ có con người, cái gọi là human connection ấy, human to human connection ấy thì mới làm được, chứ còn không có cái tool nào có thể làm được. Tôi nói thêm một câu là ngay cả cái gọi là gì ạ? Ngay cả cái gọi như là kết bạn trên Facebook của nó, tôi giảng trong bài hôm trước nhé. Kết bạn trong Facebook mình phải làm bằng mình chứ, mình phải vào tự gọi như là mình xem ai là người mình muốn kết bạn, ai là người mình muốn làm quen, thì mình phải đặt câu hỏi, mình phải chào hỏi, mình phải bắt tay bắt chân người ta làm quen, mình phải tạo niềm tin. Đằng này đi mua một cái phần mềm kết bạn tự động về, nó kết cho một đống bạn, mặc dù là cùng trong tệp khách hàng thật đấy, nhưng mà nó có làm cho chuyển đổi thành đơn hàng mua của chúng ta đâu. Thế mà chúng ta vẫn làm, xong là tự hào, xong lại đi mua like này, mua view. Tôi nói ví dụ nhá, hiện nay 356 mắt đang xem tôi ở trên đây là một ví dụ cụ thể. Đây là con mắt thật. Và tôi trân trọng từng con người đang có mặt tại đây. Giờ này ngày chủ nhật đang xem tôi ở đây là những người mà phải chạm vào trái tim của họ, họ mới nghe tôi. Chứ tự nhiên tôi bỏ tiền tôi mua lên 3.000 view, xong ngày mai tôi chụp lại màn hình tôi khoe rằng úi dồi ôi, mình livestream được 3.000 người view, mấy chục nghìn comment. Tôi nói ngay cả vấn đề comment là ví dụ cụ thể thôi. Các bạn thấy không, tôi không hề kêu các bạn comment là những cái gì mà đây là comment nội dung bài học nhé. Thế bây giờ tôi chơi này, tôi lấy cho một tờ 500.000. À, tôi muốn nhiều comment, tôi lấy được tờ 500.000. Tôi bảo các bạn ơi, tờ 500.000 của tôi là có số seri, các bạn hãy comment cho tôi đúng 3 số cuối hoặc đúng 4 số cuối. Thế là anh chị biết không, có thằng nó comment này này này.
000, 001, 002, 003, 004, 005, 006. Các bạn mà comment đúng cho tôi tặng các bạn điện thoại iPhone 007, 008, 009, 010. Xong thằng nào cũng comment như vậy. Sau một cái buổi live stream như vậy, tôi chắc phải được 100.000 comment, chứ chẳng phải là 1.000 comment như hôm trước nữa, 2.000 comment như hôm trước nữa. Và thế là cuối cùng tôi chỉ mất một tờ 500.000. Nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi là người giảng hay lắm, các bạn thích bài giảng tôi lắm. Thực ra là chúng nó thích cái iPhone của tôi hơn. Và thế là chúng nó cứ comment 001 như kiểu dò số, mã số kép đấy. Cứ thế mà comment thế này, comment nát cả tay ra. Và cuối cùng là không giải quyết vấn đề gì cả. Đúng không nào? Thế đây là một cái câu chuyện mà tôi nhắc lại là vì vậy tôi rất ít khi dùng tools. Tôi luôn luôn dạy mọi người là why và how. Không, tôi dạy mọi người why, là tại sao chúng ta phải làm việc đó. Chứ tôi không dạy nhiều mọi người việc là how to, tức là làm thế nào để có thể cheating, để làm thế nào để có thể vượt qua điều đó một cách không chính trực. Tôi nhắc lại, vì vậy trong hệ thống bán hàng của chúng tôi hiện nay là chúng tôi luôn đặt ra cái từ là thật, là thực, đúng không ạ? Nó phải là lời nói thật, nó phải là làm thật, vì chúng ta mới độ tin cậy thật. Chứ làm gì có cái chuyện là vâng, tôi vừa ghim lại cái đường link YouTube của tôi đấy, anh chị em có thể là đăng ký vào đó, bởi vì một số hôm nếu mà YouTube có vấn đề thì nhiều khi tôi sẽ chuyển sang livestream ở bên đó. Dạ vâng. Dạ vâng ạ. Thế tôi nói là gì? Tôi sẽ dạy mọi người là why, là vì sao chúng ta phải làm việc đó. Chứ tôi không nặng về việc là how to, bởi vì nếu anh chị lên mạng bây giờ anh chị gõ một câu là gì? Quy trình bán hàng hiện đại. Ui dồi, nó sẽ hiện cho anh chị, tôi nhắc lại là đủ luôn. Đủ các thứ luôn. Đúng không ạ? Hết ông này dạy đến sách kia nói, đến hết cái người này chia sẻ đến người khác chia sẻ. Thế nhưng mà người ta rất ít khi giải thích cho anh chị là why, là vì sao chúng ta phải làm cái điều đó. When, khi nào chúng ta nên làm điều đó. Đúng không nào? Rồi where, chúng ta nên làm điều đó ở đâu? With who, làm điều đó với ai? Chứ không phải đây là ngay như bây giờ tự nhiên tôi đây tự nhiên lại làm đủ các thứ để mà tôi dùng từ là nhiều khi tôi lên trên đây tôi không muốn là kiểu treo đầu dê bán thịt chó. Mình nói đến đâu được thì nói, không nói được thì thôi. Chứ không phải là ví dụ như hôm nay mình chẳng định nói cái gì cả, tự nhiên cái treo giật tít câu view lên đấy là một cái nội dung bài giảng rất hấp hay. Làm thế nào để bứt phá doanh thu, để bùng nổ doanh số, làm thế nào để kiếm được 1 tỷ đô ở tuổi 30. Xong đó bắt đầu lên trên đây nói vớ nói vẩn, mất công 365 con người bỏ cả trận bóng đá đêm này để ngồi xem tại đây. Điều là không được, tôi lừa anh chị được một lần, tôi lừa được mấy lần, đúng không ạ? Nên đây thật lòng là một điều mà tôi rất rất muốn các chị, các em là chúng ta cần phải hết sức lưu ý. Cái how to học rất dễ, còn cái why là khó nhất. Thế thì bây giờ thế này, cái quy trình bán hàng của tôi, bắt đầu anh chị ghi lại nhé, quy trình bán hàng của tôi này. Cho tôi phép uống ốc, hớp nước. Cái quy trình bán hàng của tôi ấy, thì thưa anh các chị rằng là chúng ta ghi lại đi, cái bước của tôi nó có mấy bước như sau. Bước đầu tiên, cái bước đầu tiên này thì chắc chẳng ai dạy anh chị đâu. Bước đầu tiên không phải là chuẩn bị nguồn hàng, không phải đi tìm kiếm khách hàng, cũng chẳng phải đi đàm phán khách hàng, mà là cái bước đầu tiên đó là chuẩn bị tâm thế cho chính mình là người đi bán hàng ấy. Chuẩn bị tâm thế cho chính mình. Các bạn comment xuống đi ạ, chuẩn bị tâm thế cho chính mình. Thế thì bây giờ anh mở một tiệm cà phê, hay anh là mở rạp chiếu phim, hay là anh mở một cửa hàng ăn, hay là anh mở một trường dạy học trẻ con, anh mở một hiệu thuốc như là đông y, hay anh bán cái gì, hay anh làm răng, anh bán trời bán đất thì cũng vậy thôi, là chuẩn bị tâm thế chính mình là bước 1. Tôi luôn nhắc anh chị là để làm kinh doanh, đặc biệt là để bán hàng, thì anh chị cần nhớ công thức là công thức vàng 4 trên 6. Lớp nào tôi cũng nói 4 trên 6 có nghĩa là gì? Câu nói này tôi lấy ý của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln. Ông ta nói như sau: tất cả thành công tôi có được ngày hôm nay là nhờ công tác chuẩn bị. Nếu như ai đó cho tôi 6 giờ đồng hồ để cưa đổ một thân cây cổ thụ, tôi sẽ dành 4 giờ đồng hồ đầu tiên để làm công tác chuẩn bị. Tôi sẽ đi mài thật sắc lưỡi cưa đây để cùn bấy lâu trong kho.
Tôi sẽ đi tìm hiểu xem đó là loại cây gì và vì sao người ta lại muốn đốn hạ nó. Tôi tìm hiểu xem bao nhiêu người đã muốn đốn hạ cây này và vì sao họ lại thất bại. Tôi sẽ tìm hiểu xem là thời tiết hôm nay có thuận lợi cho việc cưa cây hay không. Tôi tìm hiểu xem hôm nay có ai muốn cùng tôi đốn hạ cây này hay không. Tôi tìm hiểu xem đâu là nơi yếu nhất và mạnh nhất của thân cây. Sau 4 giờ đồng hồ chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, tôi sẽ ngồi xuống cùng người bạn đồng hành, lấy cưa đã được mài thật sắc đặt vào nơi yếu nhất của thân cây, ngồi xuôi theo chiều gió và từ tốn kéo. Tôi tin rằng 2 tiếng sau thân cây sẽ đổ. Không giống bao nhiêu kẻ khác, cho 4 giờ đồng hồ để cưa đổ một thân cây cổ thụ, 6 giờ đồng hồ để cưa đổ thân cây cổ thụ. Mắm muối mắm lợi lấy cái cưa cùn đặt vào nơi yếu nhất của thân cây, vào nơi mạnh nhất của thân cây, hì hục kéo kéo được mấy cái thì cưa gãy, bụi bay vào mắt và ngồi khóc tu tu 6 tiếng còn lại. Rõ ràng rằng đây là cái sự khác biệt. Và anh chị thấy không ạ? Trong kinh doanh thường người ta hành động rất nhanh nhưng người ta chuẩn bị lại rất lâu. Mà cái ví dụ tôi nghĩ rằng tuyệt vời nhất đó chính là cái ví dụ trong thực tiễn là bác Võ Nguyên Giáp, đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Chuẩn bị đào hầm, đào hào, chuẩn bị lương thực, chuẩn bị người, chuẩn bị vũ khí đạn dược, rồi là kéo pháo vào tận đến gần trận địa rồi, nhưng nếu thấy điều kiện chưa chín muồi thì lập tức là phải chuyển ngay, mặc dù có thể là ngược lại với suy nghĩ của nhiều người là kéo pháo ra. Riêng cái đấy mới là cái tuyệt vời của bác Võ Nguyên Giáp, chứ không phải là đánh thắng trận Điện Biên Phủ nhé. Cái việc chuẩn bị đã tuyệt vời cho đây. Bao nhiêu người trong số chúng ta mà kéo pháo vào gần đến nơi lại kéo pháo ra nào? Thế bây giờ giả sử cố đánh đi, gọi là cố chết đánh một trận có được không? Có thể vẫn thắng thật đấy, nhưng mà cái tổn vong, cái thiệt hại nó lớn quá. Và nếu nó thua chẳng hạn thì biết đến bao giờ mình có thể vực dậy được. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng là không bao giờ. Cho nên nếu tôi nói là một từ là manh động trong kinh doanh là không có ổn đâu. Cho nên ngay cả tôi đi đào tạo livestream cho anh chị này cũng thế thôi, chuẩn bị kỹ lắm anh chị em ạ. Đây nhá, tôi có thể chia sẻ luôn anh chị này để đào tạo như này thôi. Mặc dù tôi thuộc bài tôi chẳng phải nhìn bởi nó nói từ trong tâm tôi ra, nhưng mà vẫn có một cái điện thoại xung quanh này, đúng không nào? Xong lại đây này đã có cả một cái máy tính này, xong là tất cả các công cụ hỗ trợ phụ kiện xung quanh cả, và chuẩn bị rất là kỹ. Mà nếu thấy rằng ngày hôm nay mình chưa đủ sức để mình nói vấn đề đấy là thậm chí có phải phải xin lùi lại. Đấy là tôi chia sẻ thật lòng. Thế còn lên trên đây câu view mà mở nhạc cho người ta nghe chán thì tôi nói vớ nói vẩn mà thôi nha, chào mọi người tôi đi ngủ đây chẳng hạn, thì nó không hay, nó mất hay đi, nó không vui, đúng ạ? Hôm nào tôi sẽ có một buổi đào tạo riêng cho bên ngành bảo hiểm nhé, Phạm Dũng nhé. Bảo hiểm với tôi biết nhiều bảo hiểm lắm, và tôi có những người bạn cũng đào tạo bảo hiểm rất là nhiều. Thế thì hy vọng một ngày bạn làm bảo hiểm nào chẳng hạn thì tôi sẽ có dịp sang để chia sẻ với anh em bên các bạn. Nhiều khi mình phải chuẩn bị kỹ mới được. Thế vậy cái chuẩn bị kỹ đầu tiên là chuẩn bị tâm thế. Thế thì chuẩn bị cái gì? Thì đây ạ. Đi vào chủ điểm chính là chuẩn bị cái gì? Nếu anh chị đi bán hàng cho chúng tôi thì việc đầu tiên tôi yêu cầu rất kỳ lạ, đó là anh chị học thuộc cho tôi những thứ sau. Một người bán hàng mới gia nhập hệ thống cần học thuộc cho tôi những thứ sau. Một là chiến lược của công ty. Hai là văn hóa của công ty. Ba là sứ mệnh và tầm nhìn của công ty. Bốn là chính sách bán hàng của công ty. Năm là chiến lược cạnh tranh. Sáu là thông tin cập nhật về ngành hàng. Bảy là thông tin cập nhật về các đối thủ cạnh tranh. Tám là thông tin cập nhật về những nhóm khách hàng tiềm năng. 9 là thông tin về cập nhật về sản phẩm. 10 là các biện pháp quản trị rủi ro. 11 là bảng mô tả công việc của một người bán hàng. 12 là hệ thống chỉ tiêu đo lường hiệu suất hay còn gọi là KPI. 13 là chính sách khen thưởng và kỷ luật. 14 là lộ trình thăng tiến và đào tạo. Và 15 là chính sách phúc lợi mà mình được hưởng khi mình bán hàng. Cảm ơn gia đình Kim Anh nhé, Kim Anh ơi. Anh tận tâm cũng chỉ cố gắng là giúp cho các công ty như công ty của em ngày càng phát triển hơn nữa. Anh rất là ngưỡng mộ em, một người phụ nữ rất là tuyệt vời, đúng không nào? Điều hành các cái công ty liên quan đến may mặc, phụ kiện may mặc, rồi chăn ga, gối đệm, rất nhiều thứ. Anh rất là ngưỡng mộ em và hy vọng rằng những gì anh chia sẻ đây sẽ giúp cho em có thể là thúc đẩy được công ty của mình phát triển vượt bậc hơn nữa. Tôi nhắc lại để chị có thể già lại này. Một là yêu cầu đội ngũ bán hàng học thuộc chiến lược của công ty. Hai là văn hóa công ty. Ba là sứ mệnh và tầm nhìn của công ty. Bốn là chính sách bán hàng của công ty. Năm là chiến lược cạnh tranh.
6 là thông tin cập nhật ngành hàng, 7 là thông tin cập nhật về đối thủ, 3 đối thủ chính đi. 8 là thông tin cập nhật về khách hàng tiềm năng. 9 là thông tin cập nhật về sản phẩm, các dòng sản phẩm, học thuộc lòng luôn nhá. 10 là các biện pháp quản trị rủi ro. 11 là bảng mô tả công việc. 12 là hệ thống đo lường hiệu quả hiệu suất các chỉ tiêu, hay tạm gọi ngắn gọn là KPI đi. 13 là chính sách khen thưởng và kỷ luật. 14 lộ trình thăng tiến và đào tạo, và 15 là chính sách phúc lợi. Thế thì tại sao tôi lại yêu cầu học thuộc khi mà tất cả những cái file tài liệu này chúng ta chỉ cần lưu nó chưa mất đến gọi như là mấy trăm megabyte của cái một cái USB. Liệu tôi có bị cổ điển quá và liệu tôi có bị dở hơi không trong thời đại 4.0 này? Thì tôi xin phép được thưa anh chị như sau. Tôi nhớ hồi tôi học lớp 5, lớp 6 gì đó, cô giáo có yêu cầu tôi học thuộc, lớp chúng tôi học thuộc cái gọi là Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi. Thật lòng với các bạn là Bình Ngô Đại Cáo tôi chẳng biết là nó có giá trị gì. Lúc bây giờ trẻ con mà, tôi cũng chẳng biết ông Nguyễn Trãi là ông nào, tôi cũng chả thấy đọc cái thật, tôi đọc tôi cũng chả thấy hay mấy. Thế nhưng mà trong lớp tôi đa số là học thuộc được hết, còn tôi thì thuộc lòng từ dấu chấm dấu phẩy. Thế tại sao tôi làm điều đó? Vì đơn giản tôi có một áp lực là tôi phải được điểm cao, nếu không muốn là mẹ đánh cho quắn đít lên. Thế lên đến lớp 7, lớp 8 gì đó thì cô giáo cũng yêu cầu là phải đọc thuộc được các cái tác phẩm, ví dụ như Chiếc Lược Ngà của Nguyễn Quang Sáng, nó là văn xuôi, vậy mà tôi học thuộc được kể cả những cái câu chú thích của nó, bởi vì tôi muốn tôi là học sinh giỏi để tôi được tuyển thẳng vào lớp 10. À, tôi nói luôn là ngày hôm qua này trường chuyên ngữ của tôi là trường cấp 3 là kỷ niệm 50 năm mà thành lập trường. Rất tiếc là không về được dự. Nhưng mà thật sự đây là một kỷ niệm quá tuyệt vời, được học trong một trong môi trường tốt nhất Việt Nam. Bởi vì có áp lực như vậy, vì vậy là mặc dù nó rất khó nhưng tôi vẫn học thuộc được. Thế nhưng mà khi tôi nhìn đội ngũ bán hàng của chúng ta tại các công ty bán hàng online, bán hàng offline, mang tiếng là dân bán hàng mà sao sản phẩm không thuộc. Hỏi đối thủ công ty mày là công ty nào chẳng biết. Văn hóa bên mày tôn trọng cái gì không biết. Hàng hóa của mày những dòng sản phẩm nào không nhớ. Chính sách bán hàng là gì không biết. Chỉ tiêu giao cho mày là gì em không biết. Thế mày không làm tốt thì mày bị kỷ luật cái gì em không cần biết. Làm thế nào để quản lý rủi ro, phương án B của mày là gì? Cái đấy là việc của lãnh đạo. Khách hàng của mày là ai? Không quan tâm. Và tôi bảo là gì, chúng ta làm cái việc mà nó một là nuôi sống chúng ta, hai là làm giàu cho công ty, mà trước hết tôi không nói công ty nữa cho mất thời gian, là nói chính mình đi, tức là làm giàu cho chính mình, thu nhập cho chính mình, là sự nghiệp, là công danh, là việc chính của mình, đem lại tiền bạc và vinh quang cho mình, vậy mà chúng ta còn hời hợt như vậy, tôi chả hiểu nữa. Ở đây có rất nhiều bà mẹ bỉm sữa đang theo dõi tôi đúng không, và có rất nhiều người mẹ đang theo dõi tôi đúng không. Anh chị nhớ như in được là con mình ăn sữa vào lúc mấy giờ, uống thuốc gì, uống mấy viên, cháu nó năm nay được bao nhiêu cân, đã tiêm phòng những mũi gì rồi, cháu nó được mấy cái răng nó ị vào lúc mấy giờ, mùi phân của cháu ra sao, anh chị nhớ từng thứ. Vì anh chị yêu nó và anh chị coi nó là cuộc sống của mình, anh chị nhớ được. Thế tại sao anh chị lại không nhớ được những gì tôi nói? Tôi cá với anh chị, với một người trí tuệ bình thường, IQ bình thường, học dốt một cách bình thường, thì tất cả những gì tôi nói với các chị chắc là anh chị học tầm khoảng một tuần anh chị nhớ được hết. Đây có nhiều người nhá, nhớ từng câu trong các lời bài hát, nhớ từng lời một cái nhân vật nổi tiếng nào đó nói. Khi đi hết mình, khi về hết buồn, nhớ thế. Đi đu đưa. Nhớ nhanh lắm, thậm chí bài hát như kiểu là Lạc Trôi của Sơn Tùng MTP mà khó chết mà anh chị nhớ, là còn đọc rap rầm 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 thì tôi thua các chị rồi. Thế nhưng mà bán hàng cho công ty, cho chính mình thì lại hời hợt với tất cả điều đó. Cho anh chị tin tôi đi, hai từ tôi lặp lại ngày hôm nay nhé. Một là hời hợt và hai là tùy tiện, sẽ làm cho anh chị không bao giờ thành công, và anh chị có bán hàng tận cuối đời chăng nữa anh chị vẫn là một kẻ bán hàng thất bại. Nói nặng nề thế cho chúng ta thay đổi. Thế giả sử tôi là giảng viên, anh chị nghĩ sao nếu tôi trên lớp,
Chúng ta phải đặt tình huống là gì? Tôi bị mất điện, tôi không có slide, tôi không có internet hỗ trợ, tôi vẫn phải giảng chứ. Thế chẳng nhẽ như ngày mai tôi dạy tập đoàn điện lực Việt Nam, tôi bảo tôi xin lỗi các anh nhé, hôm nay em quên bài giảng ở nhà rồi, hôm nay trợ giảng nó lại không mang máy tính phụ cho em, em xin phép em về em không giảng nữa à? Ngớ ngẩn và vớ vẩn, đúng không ạ? Đi tán gái mà còn chẳng nhớ gái tên là gì, giống kiểu Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Đình Thao nói phải mang sách đi đọc à? Bởi chúng ta hoàn toàn không đặt tâm vào đó. Mà một khi đã không đặt tâm vào đó nhé, thì đừng bao giờ hy vọng là chúng ta làm ăn cái gì hết, đúng không nào? Thế bây giờ ngoài vấn đề học thuộc lòng ra thì chúng ta lại còn phải làm chủ. Làm chủ là gì? Làm chủ tức là chúng ta phải biết nó ở đâu, tìm nó ở đâu, nó đã có sự thay đổi gì rồi và mình cần phải thay đổi cái gì. Mình phải cập nhật liên tục, mình không nhớ thuộc lòng nhưng mình phải làm chủ được, đúng không nào? Làm chủ là gì? Làm chủ các form biểu mẫu. Các anh chị thấy dài quá, tôi đọc lại nhé. Tôi đọc lại cái phần học thuộc nhé. Đấy, anh chị thấy không? Cái này hay này. Nếu như anh chị em là người đã từng học thuộc, anh chị em đã là người quan tâm nghiên cứu, thì tôi chỉ cần nói ra, anh chị không cần nghe, anh chị vẫn viết được hết. Nhưng bởi vì chúng ta chưa bao giờ học, năm điều Bác Hồ dạy bây giờ nhiều người còn chẳng nhớ, đúng nào? Thì chúng ta phải nên học thuộc đi. Nhắc lại này, chiến lược công ty là một. Anh chị comment xuống đi, hộ nhau comment xuống đi ạ. Văn hóa công ty là hai. Sứ mệnh và tầm nhìn công ty là ba. Chính sách bán hàng của công ty là bốn. Chiến lược cạnh tranh của công ty mình là năm. Mình phải biết mình cạnh tranh theo kiểu gì chứ. Cạnh tranh về giá hay cạnh tranh về chất lượng hay cạnh tranh bằng hậu mãi chứ. Tiếp tục nữa là gì? Thông tin cập nhật về ngành hàng là 6. Thông tin cập nhật về đối thủ là 7. Thông tin cập nhật về sản phẩm là 8. Các biện pháp quản trị rủi ro là 9. Cập nhật về khách hàng là 10. Bảng mô tả công việc là 11. KPI, hệ thống đo lường, hệ thống chỉ tiêu là 12. Chính sách khen thưởng và kỷ luật của công ty là 13. Lộ trình thăng tiến và đào tạo là 14. Và chính sách phúc lợi là 15. Còn cái gì nữa tôi không biết, anh chị viết thêm vào đây. Ngày xưa anh chị thấy không, chúng ta đi kiểm tra môn văn ấy, cô giáo có bao giờ cho mở sách đâu. Những cái bài thơ dài như bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi chẳng hạn, dài loằng ngoằng thế mà vẫn cứ phải gọi như là trích dẫn, mở sách ra cô giáo cho chết luôn. Cho nên là quy trình bán hàng gì? Anh chị chẳng có quy trình bán hàng gì cả. Việc đầu tiên, quy trình đầu tiên bước 1 đó là cải tạo lại cái bản thân mình ấy. Làm chủ lại tâm thế khi đi bán hàng ấy. Đây lại cứ lắp cái tivi chẳng hạn, cứ mở ra xem nó bảo lắp cái gì mấy cái gì, đúng không ạ? Dùng điện thoại di động thì dùng nhoay nhoáy thì biết ngay menu nào nằm dưới menu nào, biết ngay là nó có những phần mềm nào, đúng không ạ? Đọc truyện thì nhớ từng hồi từng chương một, thế mà mỗi mấy cái chính sách của công ty thì lại không nhớ. Thậm chí là vòng eo của Ngọc Trinh là bao nhiêu, vòng ngực của Hồ Ngọc Hà là bao nhiêu thì nhớ chính xác từng cm một, thế mà lại không biết được là công ty của mình chỉ tiêu là như nào. Hoặc là tiếp tục là tôi nói ví dụ hôm nay chẳng hạn, tôi đang đào tạo cho đội ngũ bán hàng bên tôi, thế thôi, ví dụ như là mình muốn kiếm được 50 triệu một tháng chẳng hạn thì mình phải bán bao nhiêu sản phẩm để mình đạt được cái con số đấy, chả nhớ được. Chính sách giá sản phẩm này thì là bao nhiêu, nhiều khi cũng quên. Thế thì nói thật với anh chị là chúng ta không hề đặt mình vào cái vị trí của người bán hàng nghiêm túc. Mà nếu là không nghiêm túc thì cuộc đời nó sẽ trả giá bạn, nó cũng rất là nghiêm túc. Khi chúng ta không nghiêm túc và nghiêm khắc với chính mình thì cuộc đời sẽ lại đối xử với các bạn cực kỳ nghiêm khắc. Bạn nhớ câu đấy, câu này tôi trả giá nhiều rồi. Nếu mình mà không khắc, nghiêm khắc với chính mình thì cuộc đời sẽ đối xử với mình cực kỳ nghiêm khắc. Ok, trong khi chờ các bạn khác gọi như là comment thì nhớ được, anh chị em hộ tôi tiếp tục và chia sẻ đấy ạ, chia sẻ những người khác, chia sẻ những người vẫn đang vật lộn trong việc tìm kiếm thành công, chia sẻ vào các cái đội nhóm, tôi nghĩ rằng sẽ còn rất nhiều người có nhu cầu là học tập và tham khảo nghiên cứu tôi. Bài giảng tôi thì nó nôm na vậy thôi, nó cứ đơn giản. Nhưng mà nói thật lòng với các chị là khi, cho nên là khi mà tôi ra chợ ấy anh chị em ạ. À bây giờ bắt đầu nói về câu chuyện thứ hai là câu chuyện chợ. Câu chuyện này bắt đầu hay này. Tôi ít khi đi mua hàng ở siêu thị, bởi vì siêu thị nó không dạy tôi nhiều bài học bán hàng lắm. Mà tôi hay đi chợ.
Thế thì ở ngoài chợ ấy thì tôi thấy có những người bán hàng tuyệt vời. Tôi ví dụ tôi sang làng Bát Tràng, tôi thấy những người ta bán gốm sứ Bát Tràng nhé. Nói thật với anh chị em là khi tôi vào cái gian hàng bán hàng của người ta, tôi thấy họ phải có đến tầm khoảng là vài nghìn cái mặt hàng, là toàn những thứ bé tí tẹo teo, cái cốc, cái bình hoa, cái đựng chặn giấy này, cái con lợn, con ếch, tóm lại nó cứ bé tí bé tí bé tí bé tí bé tí này. Thế mà người ta không hề dám niêm yết giá, vậy mà ta nói ra không sai từ nào. Người ta nhớ rõ bộ nào vào với bộ nào, bộ này thì bao gồm bao nhiêu đĩa, bao nhiêu chén, bộ này thì bị thiếu cái bát nào, thiếu cái bát kia. Anh chị bảo ui người ta bán nhiều thành quen, xin lỗi anh các chị đi, người ta không đặt tâm vào đấy. Anh chị bán nó 10 năm anh chị cũng chả nhớ. Công ty tôi có vài cái sản phẩm nhiều người còn chả nhớ hết nữa, là giá bán đôi khi còn quên, kiêu thế. Bán lộn, bán lộn đi, rồi là bắt đầu là sai sai nhầm nhầm, chính sách thì chả hiểu. Cho nên nhiều khi tôi nói đùa với quân tôi, ở nhiều công ty trước đây tôi làm, mà tao cắt thưởng chúng mày, chúng ta cũng chả hiểu vì sao bị cắt thưởng, mà tao thưởng chúng mày, nhiều khi chúng mày chả hiểu vì sao chúng mày được thưởng. Chính sách khách hàng thì hôm nào giục mang quà đấy cho khách thì nhớ, hôm nào không giục thì quên quà khách luôn, bởi vì đơn giản là chúng ta làm việc tệ lắm ấy. Thế thì bây giờ ngoài những gì mà anh chị phải học thuộc lòng, thì anh chị cần có những điều mà anh chị phải làm chủ được nó. Làm chủ giống như tôi đang làm chủ bài giảng của tôi ấy. Tôi có thể là quên một chút gì đó bài giảng của tôi, nhưng tôi phải biết rằng lấy cái đó ở đâu ra. Tôi phải biết rằng cái này nằm trong hệ thống kiến thức nào. Tôi biết là với đối tượng này thì nên tôi nói cái gì, và đối tượng khác tôi không nên nói cái gì. Tôi có hàng trăm bài giảng, hàng trăm chủ đề khác nhau, không thể nhầm lẫn được. Tôi không cần phải nhớ, tôi biết nó nằm ở đâu. Đúng không? Không thể đi dạy lớp ngày hôm nay đi nói chuyện ngày mai của EVN được, ngày mai đi dạy EVN lại đi nói chuyện lớp ngày hôm nay được. Có những hôm một ngày tôi dạy cho bốn đơn vị khác nhau cùng một chủ đề nhé, nhưng mà vẫn biết được là ông nào vào với ông nào không lẫn được. Đấy là người ta gọi là làm chủ. Thế thì để làm chủ được ấy, thì thưa anh các chị là chúng ta nên làm chủ những thứ như sau. Một này, các form và biểu mẫu cần thiết. Tôi ra ngân hàng hiện nay tôi giao dịch ấy, nhiều cô giao dịch viên đưa nhầm form. Tôi muốn chuyển khoản thì lại đưa form về việc là nộp tiền kiểu thế, nhầm lẫn cả. Form mở LC thì lại thành form giải ngân kiểu đấy. Hoặc là khi mà tôi hỏi đến thì chẳng biết lấy form ở đâu. Cứ hỏi mấy cái chị cấp trên là chị ấy cái form này nó là form nào ấy nhỉ, em không nhớ kiểu thế. Cái thứ hai là quy trình bán hàng và quy trình chăm sóc khách hàng là phải nhớ nằm lòng. Xem cái quy trình công ty mình nó khác cái quy trình mẫu và cái quy trình công ty khác cái chỗ nào. Công ty mình đang làm hiện nay nó khác cái công ty cũ mình thế nào. Chứ không thể nào theo kiểu áp dụng hời hợt, à uông tùy tiện, quy trình nào giống quy trình nào được. Mỗi nơi một quy trình một khác chứ. Thứ ba nữa là quy trình làm việc và phối hợp các phòng ban, các đơn vị, các cá nhân với nhau. Phải biết rằng là công ty của mình thì cái này thì nên đưa cho phòng nào trước, đưa cho phòng nào sau. Phòng này mình đưa lên thì bao lâu thì người ta trả lời mình phải biết rồi gặp ai để có câu trả lời để mà trả lời cho khách hàng. Tiếp theo nó là quy trình và quy định về báo cáo công việc. Nó có quy trình báo cáo và quy định báo cáo, ngày nào là phải báo cáo, ngày nào là phải giải trình. Tóm lại là phải có. Rồi là quy trình ra quyết định và nguyên tắc ra quyết định. Quy trình ra quyết định, nguyên tắc ra quyết định, ai là người được ra quyết định? Ai ra quyết định thì bị vi phạm nguyên tắc, xử lý sai phạm đó ra sao? Phải biết. Thế không trong công ty ai quyền được gọi điện cho khách hàng, ai có quyền trả lời khách hàng là chết. Nó có nguyên tắc chứ. Công ty một người cũng có nguyên tắc mà. Tiếp theo đó là cái này rất quan trọng này, quy trình xử lý mâu thuẫn và xử lý khiếu nại thắc mắc của khách hàng. Thế khi khách hàng người ta comment, người ta phàn nàn, người ta khiếu nại, người ta kiện cáo thì ai là người trả lời, ai là người tiếp nhận, quy trình như thế nào, bao nhiêu ngày sau thì phải trả lời người ta, đúng không ạ? Danh mục sản phẩm và dịch vụ quá khứ. Mình học thuộc danh mục hiện tại nhưng trong quá khứ để mình biết nó đang lưu trữ ở đâu để mình tìm kiếm nó ra. Hệ thống các cái tài liệu ví dụ như là hợp đồng mua bán chẳng hạn nằm ở chỗ nào, đúng nào? Và cuối cùng đó là quy định về đồng phục, về sổ sách, về danh thiếp, các biểu mẫu, biết là xin ở đâu, mẫu nào đang là mẫu thống nhất để dùng, không thể là hôm nay mặc cái đồng phục cũ được và không thể nào in danh thiếp theo kiểu cũ được. Thế tôi nhắc lại là có 8 cái. 8 cái là gì? Một là các form và biểu mẫu cần thiết. Hai là quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng.
3 là quy trình làm việc và phối hợp các cá nhân, đơn vị phòng ban. 4 là quy trình và quy định báo cáo công việc. 5 quy trình ra quyết định và cơ chế ra quyết định. 6 là quy trình xử lý mâu thuẫn và than phiền. 7 là danh mục sản phẩm và dịch vụ cũ trong quá khứ. Và 8 là quy định đồng phục, sổ sách và danh thiếp. Những cái gì gọi là hỗ trợ cho kinh doanh. Thế thì một người cán bộ bán hàng, một nhân viên bán hàng phải làm tốt. Và đây là vai trò của những người mà dẫn dắt đội nhóm đấy. Trưởng phòng bán hàng, giám đốc kinh doanh, tổ trưởng bán hàng, đội trưởng bán hàng, vân 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 vân. Chúng tôi bầu lên các anh, chúng tôi chọn các anh làm những vị trí đó không phải để các anh chơi, mà là để các anh cố gắng làm sao để mà yêu cầu đội ngũ nhân viên và đào tạo giáo dục nhân viên làm những điều như vậy. Đúng à? Loan Vũ Mai Loan thấy mình tệ thật à? Không sao em ạ, thấy mình tệ thì mình thay đổi thôi. Tôi báo cáo anh chị em là giọng của tôi thì lúc nào cũng trong tình trạng nó hơi bị ngái ngái như thế đấy, bởi vì là giảng nhiều quá. Trong tuần sau thì tôi có tổng cộng, cả tuần sau đó tôi có tổng cộng là 12 ngày giảng liên tục. Hà Nội có, Sài Gòn có, Nghệ An có, Huế cũng có luôn. Và giảng tổng cộng là 12 ngày liên tiếp, sau đó được nghỉ khoảng một ngày, sau đó lại giảng tổng khoảng một tuần liên tiếp đấy. Cho nên giọng tôi thường xuyên là như thế này. Thế tôi cũng nói thật lòng luôn là những cái buổi tối để đào tạo cho anh chị em thế này tôi rất là tâm huyết, bởi vì là có những lớp đây như hôm nay là vẫn còn có 300 người nghe tôi vào giờ này ấy, là tôi rất là trân trọng và cảm ơn các bạn. Thế nhưng mà tôi vẫn nói rằng là gì, khi mà tôi đào tạo cho các bạn, tôi muốn rằng là cùng công mình nói ra thì có nhiều người được nghe thấy nhất. Cho nên những cái bạn nào mà đã được test vào rồi, những bạn nào đã được chia sẻ rồi mà chúng ta vẫn không nghe, hoặc là chúng ta vào chúng ta lướt ra chúng ta đi nghe những cái gọi như là nó tôi nói thật là nó không phải là linh tinh, mà nó gọi là nó hơi xa vời cái việc mà giúp cho chúng ta kiếm tiền mà làm giàu ấy, tôi thấy là cũng hơi lãng phí. Thật lòng là như vậy. Thế thì bán hàng thành công hay không tôi nhắc lại là do cái tâm thế của mình ấy. Và tôi cũng mong là các bạn giúp tôi một việc. Riêng cái này tôi phải kêu gọi các bạn giúp tôi một việc là các bạn chia sẻ tôi nhiều hơn. Các bạn comment với tôi nhiều hơn. Các bạn lan tỏa cái giá trị này cho bạn bè, đồng nghiệp các bạn nhiều hơn. Và trên Facebook của các bạn mà nó có những cái bài chia sẻ là có giá trị thế này, thì cái ảnh hưởng các bạn nó sẽ tốt hơn, và các bạn cũng sẽ bán hàng tốt hơn, trong tương lai các bạn cũng sẽ kinh doanh tốt hơn. Và tôi nói là trong lớp học của tôi ấy, có rất nhiều người quan trọng cũng đang cùng xuất hiện tại đây. Có người thì bán cơm, có người thì bán quần áo, có người thì bán chăn ga gối đệm, có người thì bán các khóa học, có người thì bán cả máy bay, vé máy bay, có người thì bán cái tài chính ngân hàng, nhiều ngành nghề lĩnh vực lắm. Mà chúng ta mà quan tâm đến nhau, chúng ta kết nối được với nhau, tạo thành một cái cộng đồng như kiểu là Kingsman, tức là những người đi học thầy Dũng học ở Kingsman này, thì dù là lớp miễn phí hay là lớp có phí chăng nữa, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ tạo thành một cộng đồng rất là lớn, chúng ta trao đổi học thuật, chúng ta trao đổi kinh nghiệm với nhau, chứ còn anh chị định trao đổi ở đâu nữa. Không có gì tuyệt vời bằng là, ví dụ là tôi xin phép, tôi nói mạn phép, tôi nói thêm một chút ngoài lề là tôi là cái hấp, tôi là đứng giữa. Thế anh chị em nào cùng kết nối vào với tôi. Thế sau đó là từ cái hấp là tôi đứng giữa này, mọi người đã kết nối chéo với nhau, mọi người đi xung quanh với nhau, đúng không ạ? Đặc biệt là chúng ta lại có quản trị lớp, chúng ta lại có lớp trưởng, lớp phó. Chúng ta lại có những cái người mà kết nối rất là giỏi ở đây. Thì chúng ta hãy thử phát huy cái khả năng đó của chúng ta nữa đi. Rồi chúng ta bắt đầu là mở rộng quan hệ giao lưu ra. Vừa rồi Hoàng Quang hỏi tôi một câu, tôi uống rượu không ấy. Tôi hầu như không bao giờ đi uống rượu. Đi uống rượu nó không nâng cao được tâm thế của mình lắm đâu ạ. Và kẻ quan hệ cũng không nhiều lắm đâu. Cho nên tôi rất mong là anh chị em chúng ta là cố gắng, là chúng ta có được những cái giá trị đích thực, thay vì việc là chúng ta cứ gọi như là sa đà vào những cái hoạt động nó không cần thiết. Thì đấy là cái mà tôi muốn các anh chị, các chị. Thế thì cái quy trình thứ hai, đến bước thứ hai. Bước một tức là chúng ta đã tạo ổn với cái bản thân chúng ta, cho cá nhân chúng ta nhé. Thế nhưng bước thứ hai thì chúng ta lại phải làm sao giữ cho đội nhóm mà chúng ta nó giỏi bằng chúng ta, thì chúng ta mới đi bán hàng được. Tại sao lại như vậy? Tôi nói hoạt động ngân hàng cho dễ hiểu đi. Giả sử trong một cái ngân hàng là có tầm khoảng là 10 nhân viên bán hàng, mà nhân viên bán hàng thì anh chị khó hiểu hơn, trong ngân hàng ví dụ nó là có 10 giao dịch viên ngồi tầng 1 chẳng hạn. Thế thì ví dụ như hôm nay anh Lê Minh Tuấn chẳng hạn, anh ấy đến giao dịch với ngân hàng.
Thế có phải ngày hôm nào anh Tuấn anh cũng gặp được cái cô nhân viên bán hàng tốt nhất đâu, cô giao dịch viên nền nã xinh gái nhất đâu. Mà có khi anh lại gặp được một cô nhân viên nó chẳng ra gì, gặp được một cái đứa bán hàng nó chẳng đâu còn biết đâu. Thế thì khi mà anh chị gặp một đứa nhân viên như vậy thì tự nhiên là cái cảm giác của anh chị nó bị tụt cảm giác, anh chị cảm thấy rất khó chịu với ngân hàng đấy. Và thế là anh chị ra ngoài kia anh chị nói một câu là gì, mẹ nó chứ tưởng cái ngân hàng này thế này thế kia, cuối cùng như thế từ bây giờ tao không bao giờ tao đến ngân hàng củ chuối nữa. Thế là suy cho cùng thì có 9 cô làm tốt, nhưng bởi vì một cô không làm tốt đã làm hại luôn cả 9 cô còn lại làm tốt đó. Và thế là cuối cùng là cái ngân hàng đó cũng bị liêu xiêu, cũng không bán được hàng là nhờ cái cô gọi như là kém nhất đó. Thế cho nên là bản thân bán hàng ấy, bán hàng là đội nhóm. Bán hàng là phải sát cánh bên nhau, bán hàng là phải san sẻ, là giúp đỡ lẫn nhau. Bán hàng là phải coi như là mình công ty là hình ảnh, là thành công và là thất bại của nó. Vì vậy tôi muốn dùng một cái hình ảnh nó rất là hoa mỹ, nó rất là hoa hòe hoa sói, là cái hình ảnh là thế này. Nhà tôi có bộ ấm chén, có tiệp khắc rất là đẹp. Thế nhưng bởi vì con tôi nó nghịch, vì vậy là một cái cốc nó bị vỡ một miếng ạ, nó vỡ cái miếng nó bé lắm, nó bé tí xíu ấy. Và thế là 6 cái cốc thì bây giờ nó còn 5 cái lành lặn, còn một cái là bị vỡ một chút nhỏ nhỏ thôi, như hạt thóc vậy ở cái miệng chén đấy. Thế thì bà xã tôi thì cũng rất là tiếc mà, và cũng là xót của đấy, vì vậy là mới giữ lại. Thế nhưng mà mỗi một lần mà mang cái bộ ấm chén ra thì tôi rất là sợ, bởi vì nhỡ đâu bày ra đấy mà ông khách nào ông uống đúng vào cái miệng sứt chén đấy thì đúng là chẳng ra cái gì cả. Đến nhà anh Dũng chơi chả được cái gì để rách mồm. Và cứ nhìn đến cái điều đó là tôi cảm thấy tôi cực kỳ ngứa mắt, tôi cực kỳ khó chịu. Và tôi nói là đúng là chỉ những kẻ gọi như là bần hàn lắm mới phải ăn bát chén sứt đây, tốt nhất là ném nó đi. Và thế là hôm qua hôm kia là tôi quyết định là tôi cho vào thùng rác nó ném xuống. Từ ngày ném đi tôi cảm thấy thoải mái, bởi vì thế này nhá, bây giờ ấy cả một cái bộ ấm chén nó đẹp như vậy, nó có giá trị hàng chục triệu đồng như vậy. Thế nhưng mà vấn đề là bây giờ nó có một miếng sứt thế này thì thôi chứ còn gì nữa. Coi như mất giá trị của cả bộ ấm chén. Năm thằng uống vào cái chén tốt nó không khen, nhưng một thằng nó uống một chén xấu nó đang bảo mẹ nó đến nhà thằng Dũng chơi tự nhiên uống một cái chén sứt, cái thằng nó mời mình một chén sứt chén đởm chén dởm. Thế là chết tôi rồi. Cho nên là gì? Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ là như vậy. À, trước đây tôi sang đào tạo cho đội ngũ bán hàng của một công ty tôi không tiện nói tên. Hay lắm. Tức là giờ vào học là 9 giờ buổi sáng, nhưng mà có một anh đến muộn. Thế là cả lớp nó cứ ngoài mưa nó chờ, đúng khi nào anh đến thì nó vào, và nó bảo là cả lớp nó hôm nay đều xứng đáng là nhận điểm kém. Thế cho nên ngày xưa khi tôi điều hành đội ngũ bán hàng ấy, tôi có quy tắc thế này này. Ví dụ như là tôi giao cho mỗi người bán cho tôi làm 10 đơn hàng một ngày. Thế thì có những người bán được 12, 13 đơn hàng chứ. Thế có những người chỉ bán được khoảng 7, 8 đơn thôi. Thế nhưng mà cứ hôm nào mà trong đội nhóm được bán 7, 8 đơn thôi thì cả cái phòng ban đó đều phải chịu trách nhiệm, đó là coi như không hoàn thành nhiệm vụ. Thế còn nếu anh muốn hoàn thành nhiệm vụ gì thì anh gọi điên là tự làm việc với nhau từ trước đây, anh san sẻ khách hàng cho nhau để anh giúp đỡ lẫn nhau đi. Tất nhiên là khi anh san sẻ khách hàng của anh cho người khác thì quyền lợi anh bị giảm xuống, đáng lẽ anh được thưởng đủ 13, bây giờ anh còn có 11 thôi, anh còn có 10 thôi. Thế nhưng mà để giúp cho đồng nghiệp nó không 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 bị phạt, bởi vì nếu nó bị phạt thì cả công ty đều bị phạt hết đấy. Thế nhưng mà bởi vì bản chất của bán hàng là gì? Bản chất bán hàng là phải là công công bằng. Mà đã là công bằng là có nghĩa là người làm nhiều và được hưởng nhiều, người làm ít và được hưởng ít. Nên những người nào mà đang làm ít là những người đang ảnh hưởng xấu đến những người khác ấy, thì phải tự biết mình và phải tự làm sao đó để mà đừng ảnh hưởng đến người khác. Nên tôi nhắc lại là trong đội nhóm của chúng ta như vậy thôi. Tôi nói thử nhá, quay trở về câu chuyện nó hơi hơi lạc đề một chút, nó thử nhé. Tôi đã bảo các bạn ở đây là các bạn đừng thả tim và thả like, đúng không ạ? Tôi bảo các bạn comment, tôi bảo bạn thả tim và thả like. Các bạn nếu muốn yêu thương tôi, các bạn ghi là yêu thương thầy, cảm ơn thầy, thả tim cho thầy, comment ấy. Thế nhưng mà thưa anh các chị rằng là mọi người không nghe, thế là vẫn có người đi thả tim và thả like. Ví dụ thế, khi mà thả tim và thả like này có phải tự nhiên nó làm cho là cái mạng của chúng ta bị lag không? Và bị lag chẳng hạn thì có phải tất cả những người còn lại 300 mười mấy người đang nghe tôi ở đây là tự nhiên bị ảnh hưởng thay, thế có phải là bị phiền toái không? Gọi như người ta gọi là một người làm hại tất cả là vì vậy. Thế còn nếu chúng ta biết bảo ban nhau, chúng ta biết chia sẻ với nhau, hỗ trợ nhau thì tuyệt vời. Cho nên cái quy trình thứ hai trong bán hàng của chúng tôi dùng từ tiếng Anh nhá, keep your teacup safe.
giữ cho cái bộ ấm chén, cái bộ uống chén chè của anh chị làm sao nó tròn trịa, và cái cốc nào nó cũng phải tròn trịa như vậy, còn nếu không nó giá trị bằng không. Khi tôi đến công ty của anh chị, ví dụ tôi vào một nhà hàng của anh chị, tôi thấy có con bé lễ tân tên là Hoa chẳng hạn, tôi nên ví dụ, xin lỗi, ví dụ thế, tôi nhìn thấy tên nó là Hoa, nó cầm cái bát đặt phịch mặt tôi cái chẳng hạn, thế là tôi sẽ bỏ cái quán ăn đấy. Tôi nói luôn là cái cửa hàng đấy mẹ không ra gì, lần sau tôi không giờ tôi đến cửa hàng đó ăn nữa, chứ không phải là tôi nhớ là cái con Hoa nó tuyết lần sau tôi đến cửa hàng này tao chặt mặt mày ra đâu, mà tao cạch mặt là tao cạch mặt cái công ty mày, cửa hàng mày, đúng không ạ? Chứ không phải là cái câu chuyện là từng đứa một. Nên là thưa anh các chị rằng ở đây cái là tôi nói ngắn thôi, tôi không muốn nói dài nữa, bởi vì là chúng ta không thể nào mà đội nhóm không ổn thì không 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 được đâu ạ. Thế thì cái phần quy trình bán hàng này, phần cuối trước khi tôi chuyển sang cái phần mà tôi trả lời câu hỏi cho các bạn ấy, thì cái quy trình anh chị nốt lại đơn giản thế này thôi. Quy trình nó có 4 bước. Đúng rồi, Trần Thanh Tâm nói đúng với mọi người, kết nối với nhau đi. Tôi đang nghĩ rằng là sau các bài buổi đào tạo của tôi ấy, lớp trưởng và lớp phó và các cái lớp viên ở trong này này, anh chị em nên tổ chức cho tôi một cái buổi gọi là offline, đi uống bia với nhau. Những hôm đấy mới nên uống bia với nhau, cùng là đi uống bia nên uống với nhau trong những lớp đào tạo thế này này, để cùng chia sẻ xem là ví dụ như mình đã áp dụng được cái gì trong bài giảng của thầy rồi. Rồi là mình có gì hay ho muốn chia sẻ với mọi người không, đúng nào? Rồi là mình đến từ đâu, mình bán cái gì, trao cơ hội cho người này, trao cơ hội cho người khác. Tôi nói thật nha, nhiều khi tôi cứ nhìn anh chị em ở trên này, tôi nghĩ này này, hôm nào chúng ta offline với nhau ấy, anh thì cho tôi bộ răng giả, anh thì cho tôi cái kính cận, anh thì cho tôi bộ quần áo, anh cho tôi đôi giày, anh cho tôi cái bộ chăn ga gối đệm, anh thì cho tôi mấy cái chai rượu vang. Thế là cho đời sống tôi là ổn, tôi lúc nào cũng gọi sung sính để đi đào tạo miễn phí cho anh chị em suốt thôi, đúng không ạ? Chúng ta cho đi thì chúng ta nhận lại, đúng nào? Thế còn thì nếu mà chúng ta cứ gọi như là cứ lặng lẽ này, ai cũng tích cóp về riêng mình, cứ ghi chép chép thế, thậm chí có nhiều người, tôi nói thật là nhiều người xấu tính, anh chị nào xấu tính vướng phải thông cảm nhé, ghi chép kinh lắm, ghi là cuốn sổ riêng, chả chịu chia sẻ tí nào cả, đúng không ạ? Đúng rồi, Nguyễn Hường nói đúng đấy, lớp mình kết nối với nhau chỉ cần pass là Kingsman thôi, chúng ta sẽ tạo thành một cái cộng đồng gọi là Kingsmanner. Cộng đồng Kingsmanner thì trước đây tôi đã có rồi, là cộng đồng những người mà gọi là trả phí đóng học đấy, phí họ trả đắt lắm anh chị em ạ. Thế nhưng mà chúng ta có thể là có một cái Kingsmanner phẩy, Kingsmanner 2, Kingsmanner khác đi, là những người mà học miễn phí. Nhưng mà chất lượng lớp học tôi đã khẳng định với chị em là cũng không nhiều lớp học thế này ở Việt Nam cung cấp cho anh chị em đâu. Bởi vì tôi nói thật là thế này này, một số người ta đào tạo là để người ta cũng là đi bán khóa học ấy. Tôi thì tôi không bán. Anh chị nào biết tôi thì đăng ký thôi, mà nói thật là đăng ký tôi thì cũng hơi khó, mà thời gian nó không có nhiều. Tôi hay đào tạo các tập đoàn lớn và những công ty mà đào tạo theo kế hoạch cả năm ấy. Thế còn này thời gian buổi tối này tôi cũng muốn, giờ này tôi cũng muốn đi ngủ lắm, bởi vì ngày mai là 7 giờ đã phải đi đào tạo cho EVN rồi. Nhưng vẫn muốn có bạn ở đây để chia sẻ chị cho nó trọn vẹn đi, cái gọi là quy trình bán hàng 4.0. Thế thì quy trình bán hàng 4.0 là gì? Nó gồm 4 bước. Nó ngắn gọn lên 4 bước như sau này. Anh chị ghi xuống nhá, quy trình bán hàng 4 bước. Một là lập kế hoạch bán hàng. Lập kế hoạch bán hàng và chăm sóc khách hàng. Lập kế hoạch bán hàng và chăm sóc khách hàng. Bước 2, liên hệ khách hàng, tiếp cận khách hàng và chăm sóc khách hàng. Bước 3, cảm ơn Loan Mai Vũ nhé, cảm ơn Nguyễn Đình Thao, cảm ơn các chị em rất nhiều đã thả tim cho tôi, đã yêu thương tôi. Đúng ạ. Cái bước thứ 3 là gặp gỡ khách hàng, đàm phán khách hàng, thuyết phục khách hàng và chăm sóc khách hàng. Và bước thứ tư là theo dõi sau bán, là chăm sóc sau bán và chăm sóc khách hàng. Quá là tuyệt vời, đến giờ này vẫn còn hơn 300 người theo dõi tôi. Tôi biết rằng là livestream cho các bạn vào tối chủ nhật là một thách thức đấy ạ. Và tôi rất trân quý những người nào mà theo tôi
buổi tối chủ nhật như thế này. Và tôi thì tôi chơi hơi ác là cứ tối chủ nhật thì tôi đào tạo nội dung quan trọng. Vì vậy mà giờ này 300 người, thế 300 người là ai? Tôi xin nói lại thế này này. Trong cuộc đời này, các bạn lưu ý nghe rõ nhé. Trong cuộc đời này luôn luôn tuân theo quy luật 80-20. Nào, 80-20 là như thế nào nào? Giả sử ngày hôm nay có 1.000 người biết thông tin là tôi sẽ live stream, nhưng chỉ có 200 người là lên nghe tôi từ ban đầu và đến giờ này tồn tại. Và có 80 người, xin lỗi 800 người là không nghe. Thế thì 200 con người nghe tôi ở đây, tôi hứa với các bạn, kể cả bài giảng của tôi cũng không hay đi nữa nhé. Thế nhưng bởi vì các bạn là những người ham học, các bạn là những người có hành động chứ không chỉ nằm trong suy nghĩ, thì 300, 200 con người này chắc chắn là những con người thành công đã nhé, được gọi là đủ ăn của xã hội. Còn 800 con người kia sẽ nằm ở một cái level thấp hơn, hứa đi, chắc chắn. Thế còn bây giờ trong 200 con người này thì lại có 20% của 200 con người này là những người thường xuyên share này, like này, comment này, nhiệt tình này. Thì tức là 20% của 200 người sẽ là 40 người. 40 người này sẽ trở thành những người thật sự khá giả. Còn những người còn lại thì cũng mức độ gọi như là bình thường. Thế trong 40 con người này thì lại có 20% của 40 người, tức là 8 người. Đấy, 8 người như kiểu các cái ông gọi như là chủ chốt của trong lớp ấy, là những người sẽ trở nên giàu có. Những người còn lại nó chỉ là khá thôi. Và trong 8 người này thì lại nhân với 20%, tức là khoảng 1,6 người. Thôi làm tròn lên là 2 người đi. Là 2 người chỉ là những người siêu giàu. Còn những người còn lại cũng chỉ là những người giàu thôi. Cho nên trong kinh doanh, làm ăn cũng như là trong bất kỳ một lĩnh vực gì, các bạn bán bảo hiểm, các bạn làm giảng viên, các bạn làm ngân hàng, các bạn làm công chức nhà nước, các bạn làm trời làm đất tôi không biết. Kể cả các bạn là người đi live stream, là chúng ta luôn luôn, đúng nào, là phải cố gắng lọt vào top 20%. 20% của những người biết thông tin thể dục sẽ live stream. Xong lại đến là 20% của những người đang ở trên đây là những người comment và share nhiều nhất, tích cực nhất. Xong lại 20% là liên tục có những đóng góp cho cộng đồng Kingsmanner. Xong lại 20% của những người gọi như là tuyệt vời, làm giá trị cho đến những giá trị đó tuyệt vời. Thì chẳng mấy khi các bạn trở thành người siêu giàu, đúng không nào? Cho nên là cuộc đời nó có vay có trả, có cho có nhận, có nhân có quả, có trước có sau, nó là như thế. Chúng ta không thể hy vọng chúng ta có cái gì đó tốt lên mà chúng ta không làm cái gì cả. Cho nên hôm nay trên Facebook của tôi cũng có một cái bài viết về cái việc là mình muốn thành Phật hay mình muốn thành ma, mình muốn thành công hay mình muốn thất bại, mình muốn là người thế nào là do mình. Chứ bây giờ cứ bảo là cứ ăn chay nên niệm Phật mà ngồi há miệng chờ sung mà đắc đạo không có đâu, đúng không nào? Cho nên tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải hết sức là lưu ý. Thế thì ở đây này, vừa rồi Phạm Tiến có một câu hô hào rất là hay đấy, chúng ta nên offline đi, gặp nhau một lần đi, và lớp trưởng lớp phó của các bạn đến từ mọi miền tổ quốc, nếu mà vì cái duyên đến với nhau được thì chúng ta nên tạo thành một cái cộng đồng những cái người học này, và để cho những cái buổi live stream sau của chúng ta mới phải có như người ta gọi là phát triển hội viên đấy. Hôm nay là có 300 người, hôm sau phải đạt đến 600 người chứ. Để mai sau các bạn tự hào nói rằng tôi học những ông thầy mà đến tận khuya mà có 500-600 người học chứ. Xong rồi lên đến 1.000 người, xong rồi đến đến 3.000 người, 5.000 người, đúng không? Giúp cho thầy cho nó nút vàng, nút bạc. YouTube yêu tiếc chẳng hạn, nó có phải tuyệt vời hơn biết bao nhiêu không, đúng không ạ? Thế thì tôi thành công thì các bạn sẽ thành công. Mà tôi thất bại thì chắc là các bạn cũng khó thành công lắm, bởi vì nó gọi là hiệu ứng thành công mà. Các bạn làm cho thầy của mình thành công thì các bạn chắc chắn sẽ thành công. Các bạn làm cho bạn của mình thành công thì các bạn sẽ thành công. Các bạn làm cho lớp học của chúng ta thành công thì chắc chúng ta sẽ thành công. Và ngược lại thì chúng ta sẽ thất bại, thất bại, thất bại và thất bại. Thế thì ở đây tôi nhắc lại lần nữa là cái quy trình bán hàng gồm 4 bước. Đó là lập kế hoạch bán hàng và chăm sóc khách hàng. Bước thứ hai là liên hệ khách hàng và chăm sóc khách hàng. Thứ ba là gặp gỡ khách hàng và chăm sóc khách hàng. Và bước thứ tư là đàm phán xong rồi theo dõi sau bán và chăm sóc khách hàng. Thế thì để hiểu vì sao cái từ chăm sóc khách hàng nó lại có mặt ở trên 4 khâu của cái quy trình bán hàng hiện đại đó, thì tôi phải dùng biện pháp này là mời anh chị xem lại một cái clip rất nổi tiếng của tôi ở trên YouTube.
Chào Tú Nguyễn nhá, Tú ơi, riêng về việc kết nối chắc phải nhờ Tú Át rồi. Anh chị em ạ, trên mạng chúng ta đang xuất hiện một ngôi sao sáng, đó là Tú Át, một trong những người trẻ nằm trong top 20 của tất cả các top 20 đúng không? Siêu giàu. Hôm nay Tú định nói gì với mọi người không Tú ơi? Hôm nào ít nhất anh chị em mà gọi như là offline thì phải nhờ Tú đến làm cho những bộ ảnh để đời nhá Tú ơi. Dạ. Thế thì tôi nhắc lại lần nữa, đó là các anh chị xem lại cái clip, một cái clip hoàn toàn không dàn dựng nhé, một cái clip mà tôi quay rất là bình thường bằng điện thoại thường thường gì đó mà để lên YouTube mà không hề chạy quảng cáo, không làm gì cả mà có hơn 500.000 người xem. Và đấy cũng là cái YouTube mà khiến tôi có thể kiếm được tiền từ YouTube đầu tiên, là cái clip đó. Tôi nói rất rõ về thế nào là lập kế hoạch bán hàng đi kèm chăm sóc khách hàng. Tôi nói rất rõ về thế nào là liên hệ khách hàng và chăm sóc khách hàng. Tôi nói rất rõ về gặp gỡ khách hàng, chăm sóc khách hàng, và cuối cùng là theo dõi sau bán chăm sóc khách hàng là gì. Và tôi mong rằng là chúng ta, đúng không ạ, sẽ có được cái gọi như là cái thông tin, cái kiến thức để chúng ta có thể bán hàng thành công với cái quy trình bán hàng này. Thế còn thì tôi đã tách ra lập kế hoạch bán hàng thì phải làm thế nào, liên hệ khách hàng phải làm như thế nào, gặp gỡ khách hàng phải làm như thế nào, và theo dõi sau bán là như thế nào. Thì cái này là cái mà tôi đã chia thành những cái bài giảng nhỏ hơn ở trong cái chuỗi 30 bài giảng của tôi. Thì rất mong là các anh, các chị, các em là theo dõi tôi đầy đủ. Thế còn ngày hôm nay là tôi giới thiệu cho các bạn lần nữa là có hai cái chính đấy. Một là cái tâm thế bán hàng, là bước một. Trong tâm thế đó nó có sự chuẩn bị đấy. Và thứ hai nữa là mình tốt rồi thì mình giúp được người khác tốt lên. Để làm sao anh em chúng ta giống như cái lòng bàn tay này, có ngón ngài dài ngón ngắn. Thế nhưng mà bởi vì người ta gọi là ngón ngắn thì làm tay nó bị hở, nó sẽ lạnh, thì tất cả cái ngón tay nó nên dài bằng nhau, hay còn gọi là nguyên lý cái thùng gỗ đó, thanh cao gắn cho thanh thấp thì nó sẽ tốt hơn là việc thanh cao thanh thấp thế này thì mực nước đựng nó không được là bao nhiêu. Cho nên tại sao tôi yêu cầu anh chị là comment nó là như vậy, bởi vì khi mà chúng ta comment ấy, cái tựa đề video bán hàng đấy ở trên mạng của tôi đó là bán hàng và chăm sóc khách hàng, anh chị cứ thấy cái clip nào mà có tận gần 600.000 người xem ấy ở trên YouTube, kênh YouTube của tôi, đầu tiên thì đăng ký kênh YouTube này, xong là anh chị subscriber này, rồi anh chị kích luôn vào cái hình quả chuông bên cạnh ấy để nhận được những thông báo mới nhất của tôi này. Và đặc biệt là anh chị xem cho tôi cái clip mà có tận gần 600.000 người theo dõi, nó 560 mấy nghìn người theo dõi đó, thì anh chị sẽ được thấy cái nội dung tôi đỡ phải giảng lại, bởi vì là nội dung tôi đã giảng trên đó rồi. Thế còn muốn đi vào cụ thể hơn về từng khâu từng bước thì một trong 30 bài giảng của tôi là sẽ đề cập tất cả những vấn đề này. Mỗi ngày chúng ta sẽ có những nội dung chủ điểm để chúng ta có thể chia sẻ với nhau. Thế nên anh chị cũng phải hiểu rằng là khi mà đào tạo online, đào tạo ở trên YouTube ấy, hay đào tạo trên Facebook như thế này ấy, thì nó không thể là một bài giảng theo kiểu trọn vẹn, bởi vì nó thật sự nó vẫn thiếu đi cái phần tương tác giữa người nói và người nghe. Nó thiếu đi phần làm bài tập. Đúng rồi, Trần thì anh Vân tìm thấy rồi đấy. Thì Trần thì anh Vân có thể là lấy lại cái đường link gửi lên cho mọi người xem chẳng hạn, để mọi người đăng ký vân vân và vân vân. Thế thì tôi nhắc lại là gì? Nội dung bài giảng tôi, nếu tôi so với cả rất nhiều các bài giảng khác, tôi thấy rằng là nội dung bài giảng tôi không ít đâu ạ. 2 tiếng liên tiếp, 1 tiếng rưỡi liên tiếp mà nói như thế này là nội dung nó hoàn toàn không ít. Thế nhưng mà vấn đề là anh chị em là chúng ta áp dụng được cái gì thì mới là quan trọng. Thế thì cũng gần hết 2 tiếng rồi. Thế thì tôi nhắc lại lần nữa, đó là anh chị em share nhé. Từ nay đến sáng mai anh chị vẫn tiếp tục share, anh chị vẫn tiếp tục là comment. Thì tôi có cuốn sách là Nghệ thuật PR bản thân. Cái cuốn này cũng không nhiều người biết đâu, và cũng không phải là bán nhiều trên thị trường đâu. Thì tôi sẽ xin dành tặng cho những người mà có cái kết quả hoạt động tích cực. Có thể rằng tôi sẽ trao giải cho cái người nào đấy có như gọi là có nhiều share, nhưng cũng có thể tôi trao giải cho người nào đấy mà có nhiều cái comment tích cực và nhiều cái comment hiệu quả chính xác. Thế thì tôi rất là mong là anh chị tiếp tục ủng hộ những cái bài giảng của tôi. Mỗi cái bài giảng tôi đều để lại một cái gì đấy nó không thật sự là trọn vẹn, bởi vì tôi muốn là các anh chị phải suy nghĩ trăn trở về nó. Tức là xem một cái cuốn phim mà nó kết thúc nó chưa được thật sự là tròn ấy, thì làm cho mọi người sẽ đón tiếp phần tiếp theo, rồi là đón tiếp những cái bộ phim tiếp theo, thay vì cái việc là chúng ta xem xong cái kiểu toàn là hoàng tử lấy công chúa, xong là sau đó thì tất cả quốc gia rơi vào hạnh phúc dài lâu ấy, thì tôi không thích như vậy. Mà tôi muốn là các bạn chúng ta phải luôn luôn phải nằm trong tình trạng là phải chờ đợi đón nhận, gọi là kiểu giảng theo tiểu thuyết chương hồi ấy. Đúng nào? Thế thì anh chị về nghiền ngẫm này. À, cảm ơn Trần thì anh Vân rất là nhiều nhé. Đấy là cái bài đó của tôi. À, thế thì
Tiểu thuyết Chương Hồ là gì, cứ chuẩn bị hết cái này nó để mở ra cái khác. À, chúng ta cứ lần lượt như vậy, đúng không ạ? Cái cuốn này viết rất là dễ đọc, Hoàng Thị Huyền Nhung. Thế thì tôi sẽ tặng, và Huyền Nhung là lớp trưởng cũng sẽ hộ tôi là thống kê xem ai là người. Còn chúng ta còn tự tận ngày nay tận hết sáng ngày mai cơ mà, đúng không ạ? Đến tận 11 giờ trưa mai để làm việc này, vì vậy là thoải mái đi anh chị em ạ. Quà thì tôi có nhiều lắm, nhưng mà cái gì thế thôi, mỗi cái ít ít thôi. Không, tôi nói thật anh chị em là xã hội nó phức tạp lắm. Nhiều người thế lại bảo a thầy này chắc là thấy định vay tiền mình hay sao ấy. Ông lại dạy miễn phí, ông lại cho sách, chỉ sợ là cho mình ăn vào rồi mai sau ông lại hỏi vay tiền thì mình không cho vay thì dở, đúng không? À, một số người thì hỏi tôi theo câu là thế thầy Dũng ơi, thế làm thế nào để đúng rồi, Quốc Khánh nhận xét đúng đấy, bởi vì là trong thời gian sắp tới đây tôi đã làm, tôi hôm nọ đã gọi như là tiến hành quay rồi và đang làm hậu kỳ, là có tận là 20 30 cái YouTube về các chủ điểm khác nhau tôi post lên. Thế nhưng anh chị nên nhớ rằng không có gì tuyệt vời bằng là các cái bài giảng livestream này tôi đưa lên, chứ còn quay mà cái kia thì thời lượng nó chỉ có tầm khoảng 15 20 phút thôi, cho nên các cái bài giảng trên này là rất quan trọng. Kênh YouTube là bây giờ tôi mới xây dựng và đang có tầm khoảng là 11.000 người đăng ký đầu tiên. Thế nên rất mong các bạn, các anh, các chị, các em ở trên đây là anh chị em đăng ký ủng hộ. Đây cũng là một cái gì đấy gọi là hỗ trợ nhau, chia sẻ và cho đi thôi mà. Để làm sao kênh YouTube của chúng tôi được lan tỏa cho tất cả mọi người rộng hơn, hiệu quả hơn. Thế thì rất là cảm ơn các anh, các chị, các em đã dành cho tôi 2 tiếng rất là quan trọng buổi tối. Và tôi hy vọng rằng những kiến thức tôi giảng cho anh chị thì nó không bổ chỗ này thì nó ích chỗ kia. Anh chị mang về, anh chị áp dụng trong công việc, trong cuộc sống, trong kinh doanh hàng ngày. Và nếu như ai đó cũng có nhu cầu tiếp nhận kiến thức đấy thì anh chị hãy lan tỏa, chia sẻ cho họ. Và tôi chúc rằng anh chị chúng ta thành công nhiều hơn nữa. Thế thì đêm cũng đã muộn rồi, ngày mai chúng ta còn cả một tuần làm việc rất là gọi như là hiệu quả và nhiều thách thức ở phía trước. Thế thì làm gì thì làm anh chị em ạ, giữ sức khỏe, giữ một tinh thần luôn sảng khoái, và đặc biệt là cảm xúc luôn luôn phải ở mức độ cao, năng lượng tích cực phải cao. Tôi vẫn nhắc lại câu nói đó là áp lực thì sinh ra năng lực, đúng không ạ? Năng lực thì sẽ tạo thành năng lượng sẽ tạo thành ngân lượng. Những người giàu có đều chịu áp lực cả, những người giàu có đều là nhiều năng lượng cả, và họ sẽ rèn luyện là cái năng lực và giúp cho họ trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì đều gọi như là thành công, không thành công thì cũng thành nhân, vui lắm. Thế thì mong các bạn là chúng ta sẽ cùng lan tỏa cái hội ứng thành công đó với nhau, bắt đầu từ những bài giảng thế này. Anh chị cũng đừng vội nhé, nó vẫn nằm trong nguyên lý là 40 60 mà, à xin lỗi là 46 mà, tức là dành gọi như là 4 trên 6 thời gian để chuẩn bị. Chúng ta có cả một cuộc đời dài phía trước để kinh doanh và bán hàng, vì vậy là hãy đọc sách đi, hãy tham khảo mọi nguồn thông tin đi, hãy nghe các thầy giảng giải đi, và hãy gọi như là hết lòng chia sẻ đi, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm đi, và đặc biệt thay đổi tư duy khác biệt đi, thì cái việc mà thành công nó chỉ là câu chuyện ngày một ngày hai thôi, không có gì mà chúng ta phải phải căng thẳng cả. Thế cảm ơn anh chị em rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại buổi sau. Tôi sẽ tiếp tục chia sẻ, còn rất nhiều buổi phía sau đang chờ đón với những rất nhiều kiến thức khác nhau, mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, đúng ạ. Và anh chị cũng không nên căng thẳng quá, và cũng đừng gọi như đặt cho tôi quá nhiều cái kỳ vọng là nó phải giống như những lớp học phải MBA, nó phải hoàn chỉnh thế này thế kia. Ở những cái buổi mà chúng ta họp được thì chúng ta sẽ chia sẻ thêm với nhau về những cái câu chuyện như thế. Và tôi nói thêm một lúc đó là buổi sau nhá, bắt đầu từ buổi sau trở đi tôi chỉ giảng 1 tiếng thôi, và 1 tiếng là để trả lời các câu hỏi. Vì vậy là anh chị nghĩ sẵn câu hỏi đi, anh chị biết sẵn chủ đề đi, đúng không ạ? Và anh chị chuẩn bị sẵn câu hỏi đi để buổi sau là chúng ta gọi như là tiến hành theo mô thức như vậy. Thế biết là chủ đề buổi sau là gì thì anh chị xem lại các clip trước, các livestream trước, tôi đã nói rõ rồi, có 30 chủ điểm, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở những buổi tới. Chúc anh chị em ngủ ngon, hẹn gặp lại sớm anh chị vào thứ năm tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại, cảm ơn anh chị em rất nhiều, xin chào.